Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện dài Hồng Nhan của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc tác giả và Hồng Đào. Thu âm tại phòng thu riêng của trung tâm Thúy Nga. Lúc Hồng ngừng xe trước con phố cũ thì cơn mưa dai dẳng vừa dứt hẳn gọi là khu phố cũ nhưng thật ra Hồng chỉ mới đến đây có một lần hai năm về trước và lúc ấy nàng cũng chưa hề chú ý quan sát quang cảnh chung quanh cho nên mấy căn hộ hiện ra trước mắt nàng lúc này vẫn còn xa lạ như mới thấy lần đầu. Suốt quãng đường từ nhà nàng ở ngoại ô Sài Gòn lên đây hơn 30 cây số, Hồng lo lắm, chỉ sợ cô Linh đã dọn đi nơi khác hoặc còn ở lại mà không hành nghề coi bói nữa. Cho nên vừa xuống xe, Hồng mở to mắt, hồi hộp bước nhanh lại căn hộ có cánh cửa gỗ sơn màu trắng độc. Chi tiết duy nhất mà nàng còn nhớ được sau buổi tiếp xúc với cô lần đầu lúc Hồng mới 18 tuổi. Hồng thở phào mừng rỡ suýt kêu lên vì trên bức tường gạch, ngay dưới tấm bảng ghi số nhà vẫn còn treo mảnh ván nhỏ viết mấy chữ màu xanh nước biển. Cô Linh mở cửa từ 9 giờ sáng hồng đẩy xe lên hiên khóa lại rồi đưa tay gõ cửa nàng cởi áo mưa rũ cho bớt nước yên lặng đứng chờ hàng xóm hai bên có người vừa từ trong nhà bước ra sau trận mưa tò mò đưa mắt nhìn hồng làm nàng cảm thấy lúng túng vội đưa tay gõ cửa lần thứ hai bên trong có tiếng bước chân tiến lại gần rồi cánh cửa hé mở hồng nghiêm trang cúi đầu cháu chào cô người đàn bà tuổi khoảng bốn mươi đơn giản không son phấn Tự xưng mình là cô bởi cả đời chưa bao giờ lấy chồng Cô chố mắt nhìn Hồng bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng Rồi cô nhanh nhẹn đẩy rộng cánh cửa thay cho lời mời Chờ Hồng vào cô khép cửa, cài then ngang Rồi đi nhanh vô ngồi sau chiếc bàn kê giữa nhà Bàn làm việc của cô ngăn nắp lắm Chỉ có mấy cuốn sách xếp chồng lên nhau đặt ở góc bên phải đầu bàn bên kia là cái thùng gỗ vuông mỗi chiều khoảng hơn một gang tay có khoét lỗ hình chữ nhật trên nắp để khách tùy tâm bỏ tiền vào khi coi bói tất cả số tiền này cô linh đều đem tặng cho một dòng nữ tu ở sài gòn tuy vậy tiền khách bỏ vào thùng không đáng kể so với số tiền thưởng khách trở lại tặng cô bởi cách xem bói của cô thuộc loại độc nhất vô nhị trên phạm vi cả nước cô có thể từ chối không công bố tương lai của một số khách hàng khi thấy không có lợi cho người ta nhưng một khi cô đã nói thì chắc như đinh đóng cột chưa bao giờ sai cô cũng đã có lúc bực mình vì có kẻ đồn là cô nuôi ma xó hoặc hồn ở cõi âm nhập vào cô nên cô mới nói chính xác được như vậy cô chỉ lên bàn thờ và nghiêm nghị bảo tôi là người công giáo chỉ biết có chúa ma quỷ nào mà dám về đây mà nhập vào Ngày ngày cô Linh ngồi tiếp khách từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, có hôm cả chục người, nhất là những ngày cận Tết, lắm khi phải đợi 2 3 tiếng là thường. Dạo mới hành nghề, cô để khách ngồi chờ ở dãy ghế ngay bên cạnh bàn coi bói, dần dần cô thấy bất tiện vì có những điều riêng tư mà thân chủ cần giấu kín, không thể cho người thứ ba biết được. Cô dọn cái buồng ngủ phía bên trái, đưa hết ghế vào trong ấy ai chưa đến lượt mình thì vô ngồi trong đó có sẵn trà mạn sen và hàng loạt tạp chí để khách giải khuây cho đỡ sốt ruột có người bảo cô dở hơi đáng lẽ cô nên coi bói ở trong phòng ngủ cho kín đáo và để khách ngồi chờ ngoài phòng khách mới phải nhưng họ đoán là cô tin phong thủy nên không muốn thay đổi vị trí hành nghề hôm nay khách đến gặp cô linh không đông vì trời mưa dầm suốt từ đêm hôm qua chỉ riêng Hồng thì dù có bão bùng đến đâu cũng phải lặn lội đi tìm cô Vì Hồng cần hỏi một câu rất quan trọng cho đường tình duyên của nàng Hồng máng áo mưa lên cái móc sau cánh cửa Rồi gión rén bước lại ngồi xuống ghế Nàng mặc quần jean cũ, áo thun trắng, tóc dài cài Một cái sợi dây màu tím hoa cà phía sau dáng điệu thì thoải mái nhưng ánh mắt không giấu nổi nét ưu tư Nàng nhìn cô Linh ngập ngừng nhập đề Dạ, không biết là cô có còn nhớ cháu không Cách đây hai năm uh, dạ, hơn hai năm một tí cháu có đến gặp cô Cô Linh quay vào phía trong ngắt lời Hồng bằng cách lớn tiếng gọi người làm Đoàn, pha ấm trà mới, mang ra đây Rồi cô nhìn Hồng chăm chú và bảo <laughs> Tôi vẫn có ý chờ cô Mà mãi đến hôm nay cô mới trở lại cô trở lại có nghĩa là những gì tôi đoán đã ứng nghiệm có phải không hồng vừa ngạc nhiên vừa cảm động à, vậy là cô 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 vẫn còn nhớ cháu à thú thật là hôm nay gặp được cô cháu mừng lắm cháu thì cháu chỉ sợ là cô dọn đi chỗ khác rồi mỗi ngày cô cô tiếp biết bao nhiêu khách mà cô vẫn nhớ tới cháu thì trí nhớ của cô chắc trên đời này không có ai bằng đâu ạ à? người nhà bưng khay trà lên rót vào hai cái ly Cô Linh đẩy một tách lại phía Hồng rồi nhắc lại: Tôi hỏi cô, những điều tôi đoán có ứng nghiệm không? Nghĩ đến những biến cố đau buồn liên tiếp xảy ra hai năm vừa qua, Hồng buồn rầu đáp: Thì cô vừa bảo với cháu có ứng nghiệm thì cháu mới trở lại đây tìm cô chứ. Cô Linh hài lòng nhận xét: <laughs> Có điều tôi mừng cho cô là cô vẫn thế, chả khác ngày ấy tí nào. Đàn bà mình mà thay đổi nhanh lắm. Có người tôi gặp lại cách nhau chỉ có vài tháng mà già hẳn đi. Cô thì vẫn còn trẻ lắm, vẫn đẹp như là hai năm về trước. Hồng thấy cô Linh nhận xét trí lý, đàn bà thay đổi rất mau. Chính Hồng lúc vừa bước vào cũng đã giật mình vì cô Linh năm nay già hẳn đi. Những nếp nhăn đã hiện rõ trên hai khóe mắt, nhất là cô không có một chút son phấn nào trên mặt. Hồng cười buồn đáp. <cười> Cháu, cháu cảm ơn cô nhưng mà trẻ đẹp mà làm gì. Cháu cháu chỉ cần an phận thôi. Cái cuộc đời này nó ghê quá cô ơi. Cô Linh nhìn Hồng thương hại và đổi cách xưng hô cho thân mật hơn. Giữa cô và Hồng kể từ giờ phút này không còn phải là mối tương quan giữa một bà thầy bói và khách hàng nữa mà là sự giao tình gắn bó của hai người quen biết nhau. Nói đúng ra thì cô Linh thấy tội nghiệp Hồng bởi cô biết cái số gian truân của Hồng đang phải gánh chịu. Cô tâm sự. Cuộc đời của cháu thôi, chứ chả phải ai cũng như thế cả. Cô đã xem cho bao nhiêu người rồi, hàng trăm người, chứ đâu phải ít đâu. Thế mà chả có ai giống cháu. Chính vì thế mà cô vẫn mong cháu trở lại để xem cô đoán có đúng hay không. Thật ra thì khi cô xem cho cháu á, Cô cũng mong là mình đoán sai nhưng mà không may nó lại đúng Cô cũng chả biết nói sao bây giờ Những lời ân tình của cô Linh Làm hồng mũi lòng rơi nước mắt vì tội thân Nàng sụt sùi kể Cháu còn nhớ Cô coi cho cháu Cô bảo cháu là không nên lấy chồng Xin lỗi cô nha Lúc đó cháu cháu bực mình lắm Nhưng mà cháu cố nhịn Cháu không dám nói ra Cháu có đi tu đâu mà bảo cháu đừng lấy chồng Bây giờ cháu mới hiểu là cô thương cháu cô mới khuyên cháu như thế. cô linh ngước nhìn lên cây thánh giá bằng gỗ quý treo cao trên bức tường đối diện và thêm cô thì cô không biết cháu theo đạo gì nhưng cô á cô là người công giáo một khi chúa đã định thì mình chỉ còn cách là cầu xin thôi vì không ai có thể thay đổi số mệnh cho mình được ngoại trừ chính cái đức của mình hay đúng hơn là đức tin tôn giáo của mình hồng yên lặng lắng nghe ngạc nhiên vì bà thầy bói đem chúa ra giảng. Xưa nay Hồng vẫn tưởng người công giáo triệt để chống đối bói toán vì coi là mê tín dị đoan. Không ngờ cô Linh có cách giải thích rất hợp lý. Dân gian gọi là số mệnh, người công giáo kêu là chúa an bài, cả hai đều tương tự như nhau. Thấy Hồng cứ bưng tách nước trên tay mà không uống, cô Linh dục Uống, uống hớp vào, rồi không thôi nó nguội hết rồi nói tiếp. Hồng làm theo lời gia chủ rồi đặt ly nước xuống dè dặt nói. Dạ, cháu, cháu theo đạo Phật. Cả nhà cháu, ông bà, cha mẹ đều theo đạo Phật. Nên cháu, cháu chỉ có biết đạo Phật thôi. Cháu cũng đã đi chùa nhiều rồi mà xem chừng như là cũng chả ăn thua gì. Cháu sợ lắm. Nhưng rồi cháu nghĩ, biết đâu cái xui xẻo của cháu chỉ là vận hạn trong khoảng thời gian thôi bây giờ mình mình có thể đổi sang vận mới được rồi chưa cô vì thế cháu cháu mới trở lại để hỏi cô đó cô linh nhìn thẳng vào mắt hồng và hỏi thế cháu chịu mấy cái tang rồi hồng lưỡng lự chưa kịp đáp thì cô nhắc lại cháu lấy mấy đời chồng rồi hồng buồn rầu nói nhỏ dạ thưa ba người ạ cô linh lẩm bẩm trong miệng Hai năm, ba người Thế năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Hồng ngợ ngùng nhìn xuống chân và nói Thưa cháu 21 ạ Cô Linh thở dài cảm thông và hỏi Ai cưới cháu xong thì cũng chết hay sao? Hồng lắc đầu ngợ nghịu phân trần Thật ra thì thì chưa thể gọi là chồng được ạ à. Vì vì chưa ai làm đám cưới cả Nghĩa là cháu cháu chưa có chính thức với ai hết Cô Linh ngạc nhiên tròn mắt nhìn Hồng chưa là chồng mà sao lại chết hồng xấu hổ cúi xuống mân mê cái khăn trắng nhỏ vừa lôi trong bóp ra để thấm nhẹ trên chán vì nước mưa vẫn còn động trong mái tóc cả phút sau nàng mới ngẩn lên và nói cô cô hỏi thì cháu chả dám giấu cháu cứ cháu mà ngủ với ông nào là ông ấy chết ngay mà mà toàn là chết thảm thôi cô à Cô Linh giật mình trợn mắt nhìn Hồng rồi ngửa người ra phía sau, xúc động không nói nên lời. Đối với một tín đồ công giáo ngoan đạo như cô, việc Hồng ngủ với ba người đàn ông khi chưa làm đám cưới là đã đi quá giới hạn của căn bản đạo đức rồi. Chuyện tiền dâm hậu thú cô chả bao giờ chấp nhận được. Nhưng lúc này cô không bận tâm lắm đến điều đó bởi cô đang tò mò xem việc cô giải đoán số mệnh cho Hồng hai năm về trước có xảy ra đúng như cô dự kiến hay không cô nhớ lại lần trước hồng đến đây với một thanh niên dáng dấp thật lịch sự và trí thức cô tò mò hỏi thế thế cái cậu đi với cháu lại đây hồng ngắt lời anh toản anh ấy mất rồi cô ạ cô linh buột miệng kêu lên giê xu mà lại chúa tôi thật là tội nghiệp con người hiền lành thông minh như thế mà chúa cất về sớm quá hồng ngậm ngùi nói tiếp bằng giọng tiếc nuối vâng anh Toàn là người đầu tiên trong trong ba người mà cháu vừa kể với cô anh ấy dạy kèm cháu học thi phổ thông cháu tốt nghiệp phổ thông rồi thì anh ấy giúp cháu thi vào đại học cháu trúng tuyển đại học rồi thì anh ấy đưa cháu đi đến đây gặp cô chỉ để hỏi cô một hai câu là là hai đứa chúng cháu có có lấy nhau được không vì nhiều người bảo là chúng cháu khác tuổi chắc chắc cô còn nhớ không ạ cô Linh buồn bã gật đầu cô nhớ chứ Hôm ấy cháu còn kể cho cô nghe mà, cậu ấy là con nhà giàu, muốn cưới cháu thì phải nuôi cháu đi học tiếp. Hồng lặng lẽ gật đầu rồi lấy khăn trong bóp ra thấm hai bên khóe mắt, nàng thêm: "Vâng, thật ra thì tại anh ấy con nhà giàu mà gia đình cháu thì nghèo. Bố anh ấy là tổng giám đốc công ty liên doanh với nước ngoài. Mẹ anh ấy lấy cớ là là cháu khác tuổi để ép anh ấy phải bỏ cháu, nhưng mà anh ấy thương cháu nên cãi lời Nhất định đòi cưới cháu ạ Ngưng một chút hồng than Nhưng mà Định mệnh khắt khe với cháu quá Chưa đi đến đâu thì Anh ấy mất ạ Cô Linh bùi ngùi bảo hồng Vậy là chưa xong đâu cháu ạ Mới có ba người thì chưa xong được Hồng hốt hoảng trồm người lên hỏi Ôi giời, thế, thế, thế bao nhiêu người thì thì cháu mới thoát nạn hả cô? Cô Linh xòe bàn tay và bảo Cô thì cô nhớ là năm người Hồng Càng sừng sốt kêu lên Năm người cơ à cô, cô có chắc không cô Cô Linh gật đầu Cô thì cô nhớ rõ như vậy Thì cô đã nói rồi Sở dĩ cô nhớ rõ và mong gặp lại cháu Vì cháu là cái trường hợp duy nhất Không có một người nào giống cháu cả Hồng khẩn khoản nói Cô ơi hôm nay cô 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 coi lại cho cháu được không cô Biết đâu sau hai năm Số cháu nó thay đổi rồi vì vì mẹ cháu với cháu đi chùa nhiều lắm ạ, à? ngày mai cháu cháu định xuống cà mau cầu xin cha trương biểu diệp á rồi cháu sẽ hành hương về châu đốc cậu cầu bà 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 núi bà chúa núi sam nữa cô ơi, cô 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 coi lại dùm cháu đi cô ơi. số mệnh người ta đâu có cố định đâu cô đúng không cô cô linh khẽ gật đầu nhưng cô bình phẩm một câu ừ, theo cô á cháu tin đạo phật thì cháu cầu phật cháu tin chúa thì cháu cầu chúa Cháu không thể chạy lung tung gặp ai cũng cầu gặp ai cũng xin được Vì cháu cầu lung tung như vậy Thì chứng tỏ cháu chả tin vào đấng quyền năng nào cả Cô là người công giáo Cô chỉ cầu chúa thôi Bởi ngay điều răn thứ nhất đã dạy Là chỉ thờ một đức chúa trời mà thôi Hồng sốt ruột không đáp Chỉ gật đầu cho xong chuyện Nàng đến đây để nhờ cô Linh đoán vận mệnh Chứ đâu phải để nghe cô giảng đạo từ trong hộp tủ, cô Linh nhấc ra cái hộp gỗ hình chữ nhật, giống như cái hộp người ta đựng đàn violon. Cô khoan thai mở nắp hộp, lôi ra cái chai. Đó là một cái chai thủy tinh trong suốt, dung tích chứa khoảng một lít nước. Không biết nguyên thủy nó là chai gì, nhưng không phải hình tròn hay hình vuông như chai đựng nước mắm, mà là hình dẹp giống như chai rượu Mạc Ten XO với cái cổ dài và miệng khá rộng. Dụng cụ hành nghề của cô linh đơn giản chỉ có bấy nhiêu thôi. Thầy bói ngày xưa có thể dùng các môn tử vi, tử bình, chỉ tay, xin sâm, bấm quẻ, mu rùa, bài tây, bài taro để giải đoán vận mạng. Nói chung, thứ nào cũng chỉ là phương tiện. Đúng hay sai còn là do trực giác của người coi số. Sau này thì các thầy bói Âu Châu hay dùng trái cầu thủy tinh hay pha lê để coi và kiểu này càng ngày càng thông dụng. Chỉ riêng cô Linh là người đầu tiên và duy nhất không dùng trái cầu pha lê mà dùng cái chai bình thường làm phương tiện hành nghề, cái nghề bất đắc dĩ mà cô theo đổi đã mấy năm nay. Gọi là bất đắc dĩ bởi nó đến với cô một cách tình cờ mà cô vẫn cho là sự sắp đặt của Chúa, bắt cô phải làm công việc mà cô không thích hoặc cô chưa hề nghĩ đến bao giờ. Đã thế cha mẹ Linh lại không ủng hộ việc Linh coi bói bởi cho đó là lỗi phép đạo. Nhưng muốn hiểu rõ ngọn ngành, muốn biết nguyên cớ gì dẫn đến việc coi bói của Linh thì phải lùi lại từ năm 1954 khi ông bà Cảnh tuổi mới đôi mươi vừa cưới nhau xong ở ngoài Bắc thì theo đoàn người lũ lượt vào Nam định cư ở vùng Tam Hiệp, Biên Hòa, nơi tập trung đông đảo xứ đạo. Hai người sinh hai đứa con trai đặt tên là Nam và Định để nhớ tránh quán tỉnh Nam Định ở ngoài Bắc. Rồi đến đứa thứ ba chào đời, ông Cảnh đặt tên là Linh Trần Thị Huyền Linh. Ông dự trù, đứa thứ tư dù là trai hay gái cũng sẽ đặt là Đài. Bởi Linh Đài là tên làng cũ của ông. Nhưng lúc đẻ Linh, bà Cảnh bị giải phẫu và bác sĩ bảo bà từ nay chấm dứt không có thai được nữa. Thôi thì hai trai một gái cũng là đẹp rồi. Bà Cảnh có đứa con gái tất nhiên phải mừng lắm. Nhưng lâu lâu vẫn thấy thoáng buồn vì Linh tuy sinh vào đầu năm 1963 nhưng vẫn vướng cái đuôi cọp bởi chưa hết năm dần do ảnh hưởng niềm tin dân gian bà cứ sợ con gái tuổi dần cao số lớn lên chắc trở tình duyên mỗi lần bà nói ra ý nghĩ đó thì đều bị ông chồng gay gắt phản đối dần với mão cái gì mọi sự đều do ý chúa định bà đừng có nhảm nhí bà cảnh không dám than nữa nhưng trong lòng vẫn âm ỉ nỗi buồn bởi vậy khi học xong tiểu học linh đòi vào nhà dòng bà khuyến khích ngay vì cho đó là sự sắp đặt của Chúa muốn con gái bà thành nữ tu dòng mến thánh giá. Nhưng Linh đi tu mới được hai năm thì mất miền Nam. Trong những ngày hoảng loạn và tuyệt vọng, trận đánh cuối cùng diễn ra khốc liệt ở Long Khánh. Từ khu Tam Hiệp, dân chúng nhốn nháo chạy về Sài Gòn, nghĩa là bỏ xa chiến trường được chút nào hay chút đấy. Hai thằng con ông bà Cảnh, anh của Linh, đứa 19, đứa 16, chỉ có bộ quần áo trên người cũng rủ nhau cắm đầu nhập vào đám đông, bỏ xứ đạo về Sài Gòn. Hai anh em chẳng có định hướng nào rõ rệt, cứ thấy người ta chạy đến đâu thì mình theo đến đó. Vậy mà ngày 29 tháng 4 cũng may mắn chen lên được tàu hải quân ra khơi ở bến Bạch Đằng. Sau 30 tháng 4, ông bà Cảnh chẳng biết hai đứa con trai mình sống hay chết, mà dù có sống được ở nước ngoài đi chăng nữa thì cũng chả biết đến kiếp nào mới gặp lại trong khi đó nhà dòng của linh đang vội vã chia thành từng nhóm nhỏ để biến thành những tổ hợp đan chiếu dệt võng cố gắng hòa nhập hầu sống còn trong chế độ mới cảnh nhà đơn chiếc quá bà cảnh tranh thủ từ biên hòa về sài gòn ghé nhà dòng thăm con gái nữ tu chia thành từng nhóm lao động ngồi giải rác trên sân gạch tất cả đều chỉ mặc áo ngắn quần đen mặt mũi rất u sầu Thấy Linh đang trải cói ra phơi dưới trời nắng trang trang, bà Cảnh xúc động hòa lên khóc vì vừa thương con gái mà đồng thời lại nhớ hai đứa con trai giờ này chả biết lưu lạc nơi nào. Bà hỏi thăm cuộc sống mới của nhà dòng và nhìn thấy trước trong tình hình này chắc chắn tu không được nữa. Vì chính quyền vốn ác cảm với tôn giáo mà tu viện lại không có ngân khoản nào tài trợ để nuôi các nữ tu. Bà gạt nước mắt bảo con. Thôi, về tủ ở nhà con ạ à, hai anh con nó đi mất rồi nhà bây giờ chỉ còn mỗi mình bố mẹ đơn chiếc lắm con linh ngơ ngác nhìn mẹ hỏi lại à, hai anh con đi đâu ạ à? dù bên cạnh không có ai bà cảnh cũng hạ giọng nói nhỏ Trời, nào mẹ có biết là chúng nó đi đâu nhưng bố mẹ dò hỏi khắp nơi không thấy tin tức gì biết đâu chúa trả thương cho chúng nó lên tàu ra ngoại quốc rồi Linh ngồi thường ngẫm nghĩ, hai hàng nước mắt tự dưng trào ra, cô vẫn muốn ở lại tu viện, dù tình thế ngặt nghèo, nhưng lại xót thương hoàn cảnh vắng vẻ của bố mẹ, nên phân vân chẳng biết tính sao, bà cảnh lại dục Thôi thôi, dấn dấn lên con ơi, đưa mẹ vào gặp mẹ bề trên rồi xin phép về nhà đi con. Từ đó, 14 tuổi, Linh về sống với bố mẹ trong căn nhà quen thuộc, mà cô thấy trống vắng hẳn đi vì thiếu nam và định hai người anh trai ồn ào của Linh. Cây đàn guitar dựng ở góc phòng, mỗi lần nhìn Linh lại nhớ anh Nam đang học chơi nhạc classic. Linh thấy bố mẹ mình mới ngoài 40 mà già hẳn đi vì lo âu, vì thiếu thốn và vì chưa có tin tức gì của hai đứa con trai. Ông bố xúc động xoa đầu Linh và bảo: "Bố biết con muốn hiến trọn đời cho nhà rằng. Đó là cái phúc của nhà mình." nhưng thằng nam thằng định đi mất rồi chả biết lưu lạc ở đâu bố mẹ giờ chỉ còn có mình con thôi thì con về ở với bố mẹ miễn là cứ sống đúng đức tin thì dù ở đâu cũng vẫn là con cái chúa ngày tháng qua đi linh cũng chẳng nghĩ đến việc lấy chồng ngoài giờ đi học và đi lễ suốt ngày cô lam lũ phụ với gia đình cố vượt qua những năm tháng đói khổ cùng cực của nhà nước hai mươi năm sau đất nước tiến hẳn sang cơ chế thị trường cuộc sống của ông bà cảnh mới tương đối thong dong lại thêm hai người con trai ở mỹ tiếp tế đều đặn và lâu lâu bay về thăm kinh tế gia đình không còn là mối bận tâm nữa người anh cả của linh về chơi chỉ buồn vì em gái đã trên ba mươi mà vẫn thui thủi một mình coi như ế hẳn rồi linh chẳng bao giờ biết phấn son là gì lúc nào cũng giữ phong cách của một nữ tu Bà Cảnh phân trần với con trai. Đấy thì anh coi làm sao anh nói giúp cho mẹ. Chứ mẹ thì mẹ dụng nó mãi. Ấy. Hai ba chỗ đánh tiếng rồi mà nó chả bằng lòng đám nào. Lần nào mẹ nhắc thì nó lại cứ còn bảo mẹ thế này chứ. Mẹ đón con từ nhà dòng về, bảo con tu tại gia. Thế sao bây giờ mẹ dụng con lên lấy chồng nó thế nào? Ông Cảnh gật đầu đồng ý bảo vợ. Nó nói đúng. Giác không vì hoàn cảnh lúc ấy thì giờ này nó vẫn đang là nữ tu, chứ có về ở với mình đâu. Thôi kệ nó, bà đừng có nhắc chuyện chồng con, tội nghiệp cho nó. Bà Cảnh chép miệng than. Ôi giời thì tôi nói thế thôi chứ thì mọi sự đều do, do Chúa sắp đặt cả. Huống chi nó lại còn tuổi dân, cao số là chuyện thường. Ông Cảnh lại được dịp gắt vợ. Bà thì cả đời chỉ tin nhảm. Bà nhìn quanh đi, mấy chục năm chiến tranh tất nhiên là trai thiếu gái thừa. Nội trong cái sứ đạo của mình thôi này. Bao nhiêu đứa con gái ế trọng gọng đấy Chả nhẽ đứa nào cũng tuổi dần à Một ngày Chúa Nhật nhàn rỗi Linh đi bộ sang căn hộ Cô mới mua được gần một năm Nằm trong con hẻm nhỏ cách nhà Linh khoảng nửa cây số Căn nhà chiều ngang 6 mét xinh xắn Đứng tiên Linh Nhưng thật ra là tiền của ông anh cả Ở Mỹ chuyển về Nhờ Linh đầu tư Vì đoán trước thị trường địa ốc Việt Nam Nay mai sẽ hết sức hấp dẫn Linh đi gần đến căn nhà mới Thì có chiếc Honda ép sát bên cạnh và hỏi ừ, Sanna, đi đâu giữa trưa nắng thế này linh đứng khựng lại và vui mừng nhận ra người bạn thân từ thuở còn bé hai người cùng xong bậc trung học rồi cùng ở nhà vì không được vào đại học khác nhau chỉ có một điều là như bây giờ đã có chồng hai con còn linh thì dĩ nhiên sẽ đi chọn đường trần một mình khi linh vào nhà dòng người ta không gọi bằng tên thật ở ngoài đời nữa mà thường chỉ dùng tên thánh bổn mạng vì vậy giờ này Như vẫn chọc Linh, lâu lâu gọi là Sơ Anna, là tên trong tu viện của Linh. Linh chưa kịp lên tiếng thì Như bảo, Đi, đi với tao một tí. Linh nhíu mày hỏi lại, ừ, Đi đâu? Tao định sang dọn dẹp căn hộ mới vì có thể là tháng sau anh Nam tao ở Mỹ về. Như vẫn ngồi trên xe, thòng một chân chống đất và nói, trời dạ ơi, cái nhà của mày thì nó vẫn ở đấy chứ nó chạy đi đâu mất, dọn lúc nào chả được. Lên đây, lên đây, nhảy lên đây, tao đèo đi nhá, không cần biết đi đâu, cứ lên đi đã đi một mình chán quá Thế là Linh theo Như ra bờ sông Đồng Nai Chồng Như có chiếc thuyền máy chở hàng trên sông Có khi ngủ cả mấy đêm liền trên ghe không về nhà Như không lo chồng giấu vợ bé trên ghe Hoặc đưa gái giang hồ xuống vui chơi Theo kiểu ngủ đỏ trên sông Hương Nhưng Như vẫn phải tìm gặp thường xuyên để kiểm tra tài tránh Vì sợ sẵn tiền trong tay Ông chồng sẽ ăn nhậu say xưa Bỏ bê công việc Vợ chồng Như mới xin được giấy phép chở hàng trên sông khoảng 3 năm nay. Công việc đang phát triển tốt đẹp, thu nhập khá cao. Thị trường địa ốc đang lên cơn sốt ở Việt Nam. Như muốn gom vốn để đầu tư thêm, mặc dầu hai vợ chồng đã có căn hộ rộng rãi, khang trang nằm ngay sát quốc lộ. Khi Như và Linh đến nơi, thuyền của chồng Như vẫn chưa cập bến. Như dựng xe dưới một tàn cây lớn nơi cô vẫn thường hẹn chồng. Linh ít khi có dịp ra bãi sông nên cô thích lắm Cô sắn quần lội xuống Chỗ con dốc thoai thoải Nước chỉ tới đầu gối Dòng sông mênh mông cuốn đất phù sa đục lở Những chiếc ghe máy nối đuôi nhau đến gần Đi qua làm như sốt ruột thở dài liên tục Linh thì vẫn thản nhiên lội bì bõm dọc mé sông Bỗng Linh thấy một cái chai thủy tinh trắng Giật giờ nổi trên mặt nước Đang trôi dần về phía cô khi cái chai đến trong tầm tay linh cúi xuống cầm lên và quăng ra thật xa rồi cô lại tiếp tục lội nước đi tới đi lui gió thổi lồng lộng làm mái tóc cô dối bời phủ gần kín cả khuôn mặt linh đứng một chỗ vén lại mái tóc thì tình cờ cái chai thủy tinh lúc nãy cô đã ném ra thật xa bây giờ lại trôi tắp vào chân cô linh tò mò khom người vớt cái chai lên cô càng nhạc nhiên hơn vì trong chai có một con bướm đen đang còn sống vẫn đang đập cánh vẫy vùng như cố thoát ra. Linh quay lại phía Như đang buồn bực ngồi trên hông đa dựng dưới tàn cây. Linh bảo, Chả biết ai nghịch ngợm cái này, bắt con bướm bỏ vào chai rồi thả trôi sông. Như không quan tâm đến cái hồn nhiên của Linh, cô hứng hở đáp, Chắc tụi trẻ con chứ ai. Trả lời xong Như lại mở điện thoại di động gọi cho chồng, lần này là lần thứ ba từ lúc hai người đến bờ sông. Alo! Anh đến đâu rồi? Sao lâu thế? Linh lại ném mạnh cái chai ra xa rồi quay lại hỏi Như. Thường thì mỗi lần ra đây mày phải chờ ông ấy bao lâu? Như cất điện thoại vào bóp và đáp. có <laughs> hôm tao đến thì tao thấy ông ấy nèo thuyền ngồi chờ tao rồi. Linh hỏi cho có chuyện thôi chứ lâu lắm mới có dịp nghịch nước dưới sông. Cô đâu có cần về gấp. Bỗng cô thấy cái chai đựng con bướm lại tắp vào chỗ cô đứng từ lúc nào mà chính cô không hề để ý. Lần này cô cầm lên mở nút chai cho con bướm đen bay ra. Con bướm lượn ba vòng chung quanh Linh, dường như để bày tỏ lòng biết ơn, rồi lại thân mật đậu trên vai Linh một lúc, rồi mới bay đi luôn. Linh ngạc nhiên, nhìn theo rồi tự nhủ. Chắc là ý chúa muốn Linh trả tự do cho con bướm, cho nên cái chai mới tắt vào chân cô đến ba lần. Nghĩ thế, thay vì quăng bỏ cái chai, Linh trần chờ một lúc rồi quyết định mang nó về làm kỷ niệm đó cũng là một thói quen ở nhà quê thấy cái gì cũng lượm vì biết đâu chẳng có lúc cần đến linh cầm cái chai quay lên đứng nói chuyện với như hai ống quần vẫn vén lên tới gần đầu gối hơn nửa tiếng đồng hồ sau con thuyền quen thuộc của chồng như mới ghé bến linh vội vàng bỏ hai ống quần xuống chồng như quanh năm dãi dầu nắng gió nước da đen sạm hai hàm răng ám khói thuốc lào nửa vàng nửa đen nhưng gặp ai anh cũng vồn vã niềm nở tỏ rõ là người sành sỏi trong nghề đi buôn thuyền dừng lại máy vẫn nổ sình xịch, chồng như khom người chui ra khỏi khoang tháo cái nón vải cầm tay và tươi cười bảo như <cười> vợ chồng xa cách uh, lâu ngày mãi mới gặp được nhau một lúc mà em lại rủ cả bà sơ đi theo là thế nào Linh phì cười bảo: <cười> Bà sơ này đâu có muốn pha đám, nhưng mà vợ anh cứ nặng nặc bắt bà sơ đi theo. Rồi Linh đứng lại trên bờ, trong khi Như nhanh nhẹn leo xuống thuyền, kéo chồng vào khoang để lấy tiền, rồi hân hoan giã tử ngay. Linh ngạc nhiên bảo như: Mày tệ thật á, ông ấy ngược xuôi vất vả, sao không nán lại ngồi tâm sự cho mấy đỡ buồn, tóm được tiền là đi liền à? Chả có tình nghĩa gì cả. Như vừa bật máy xe vừa đáp ôi giời ơi lấy nhau cả chục năm rồi còn chuyện gì mà nói nữa đâu sơ ơi buổi chiều về nhà linh đem cái chai cọ rửa sạch sẽ hai ba lần xúc nước xà bông và tráng nước sôi để bảo đảm vệ sinh cái chai trở nên trong suốt như mới lấy trong lò nung ra linh hài lòng đem đặt trên cái kệ trong phòng ăn một buổi trưa chủ nhật linh ngồi nhặt rau ở sân sau Ông Cảnh thích ăn đọt bí non, xào tỏi Nên món này đã trở thành thường xuyên trong bữa cơm gia đình Vườn sau nhà Linh có dàn chanh dây chi chít quả Bắt đầu rụng lác đác vì đang chín tới Bà Cảnh lúc này đã ổn định về tài tránh Nhưng bản tính hay tiếc của Nên bảo Linh hái xuống đem bán Ông Cảnh gạt đi và nói Đem bán thì cũng trả được bao nhiêu Bố thấy hay là con chịu khó con bổ ra moi ruột bỏ vào cái hũ hay là cái chai đó để trong tủ lạnh rồi cứ pha nước đá mà uống dần. Những hôm mà trời nóng uống chanh dây thì chẳng những là giải khát mà lại còn bỏ nữa. Lúc ấy có anh hàng xóm ở cách nhà Linh ba căn vừa qua chơi đang ngồi nói chuyện với Linh. Đó là Phát đem sang cho Linh hai quả bầu cây nhà lá vườn. Phát hơn Linh vài tuổi là láng giềng từ thủ thiếu thời hay sang nhà Linh chơi với hai người anh của Linh. Năm nay Phát sắp xỉ 40, đã có vợ hai con. Gần 20 năm trước Phát đã từng mơ cưới Linh làm vợ. Nhân một chuyến công tác thủy lợi 3 ngày, Phát và Linh đi chung với nhau vì cùng một tổ dân phố. Phát đã mạnh dạn ngỏ lời cùng Linh. Phác nói: Anh với anh Nam là bạn từ thủ bé, cho nên là cũng như người trong nhà. Mỗi lần anh sang nhà em chơi, anh anh ít nói chuyện với em là vì anh biết em có ý định đi tu từ bé. Ngày em vào nhà dòng, anh tiếc lắm, nhưng mà em có ơn kêu gọi thì anh cũng mừng cho em. Bây giờ thì em đã về nhà, mà Nam với định thì lại đi xa. Mỗi lần anh sang thấy nhà em vắng vẻ quá. Nếu mà nếu mà em em không chê anh ấy, thì anh anh xin làm con rể bố mẹ em để nhà đỡ vắng vẻ hơn. Linh nghiêm trang nói rõ ý định sẽ sống một đời độc thân. Pháp buồn nhưng không giận, bởi chẳng phải Linh chê Pháp mà chỉ vì Linh không muốn lấy chồng. Pháp run run nói, Linh đã quyết định cả đời không lập gia đình thì anh anh cũng chả biết nói sao. Anh anh chỉ xin Linh đừng kể cái chuyện này với với bất cứ ai. Anh anh cảm ơn. Linh gật đầu quả quyết. Anh yên chí, Em bảo đảm là sẽ giữ kín mà Từ đó gặp phát Linh không xưng em như thói quen Từ thuở nhỏ nữa Cô cố ý xưng tôi Để mọi người chung quanh Đừng hiểu lầm là cô có tình ý với phát phát vào bộ đội một thời gian Rồi trở về đi học nghề Hai năm sau phát cưới vợ Là một người ở xứ đảo bên cạnh Và hai người sống đầm ấm cho đến nay Với hàng xóm phát luôn là một người tốt bụng với ông bà cảnh và linh phát là một người thân trong gia đình hễ rảnh là sang chơi nhất là gần đây vợ phát đi buôn thường xuyên vắng nhà cả ngày có khi gần nửa đêm mới về phát làm thợ hàn có cửa tiệm nho nhỏ nhưng tương đối đông khách vợ phát ngày trước phụ với chồng nhưng mới đây chuyển sang buôn bán dễ kiếm ăn hơn cửa hàng chỉ còn mình phát và một thằng nhỏ tự nguyện giúp việc chỉ để xin ăn ngày hai bữa Hôm nay chủ nhật Phát đóng cửa nên thanh thản sang chơi với Linh Linh nhìn Phát bảo Anh Phát có thích chanh dây không Thì tôi biếu cho anh một mớ Đem về pha cho chị với các cháu uống Phát lắc đầu cười. cười, Thôi Cảm ơn cô Nom nhiều thế nhưng mà chứ 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 chả được bao nhiêu đâu Môi một quả lấy ruột chỉ được có một nhúm mà Cô vào lấy cái gì ra đây Cô cô lấy cái cái gì ra đây Đựng cái cây bát, cái hũ, cái chai, cái gì cũng được Tôi làm phụ với cô cho nhanh Linh nhớ ngay đến cái chai nhặt ngoài sông Đã cọ rửa sạch sẽ Vội đứng dậy vào bếp cầm ra Phát nhìn thoáng và bảo Chai to thế này thì phải 200 quả mới đầy Cô cứ thử mà xem Rồi Phát giơ tay đỡ cái chai Linh vừa đưa ra Linh cầm phía đuôi Phát nắm lấy cổ chai Khi bàn tay Phát vừa nắm cổ chai Thì lập tức Linh thấy bàn tay mình nóng gian Như cầm phải cục than hồng Làm cô vội vàng buông tay ra Trong khi Phát vẫn nắm chặt cổ trai vì sợ rơi xuống đất chỉ trong khoảnh khắc linh thấy hiện ra trong lớp thủy tinh nghĩa là trong ruột cái chai rỗng hình ảnh của Pháp tuy nhỏ nhưng rõ mồn một, một đang vùng vẫy giữa một đám lửa bốc cháy ngồn ngụt đôi mắt lạc thần chân tay bồn rồn linh lùi lại một bước và thảng thốt kêu lên giê à, maria lại chúa tôi mặt linh tái nhợt thẫn thờ lảo đảo ngồi phịch xuống ghế phát không hiểu gì đặt cái chai xuống đất bên cạnh rổ rau và cười hỏi: cô làm gì mà như người trúng gió thế này? Linh cố định thần quay lại nhìn thì không còn thấy hình ảnh nào hiện ra trong chai nữa. Cô lấy khăn thấm mồ hôi trên mặt và ủi oải bảo Phát: ờ, không không, tự dưng tự dưng tôi mệt quá, chắc là trúng gió. Ờ, xin phép anh tôi vào nghỉ, thôi thôi hôm khác mình hái chanh dây cũng được. Phát cũng miễn cưỡng đứng dậy và bảo: vâng thế thì thôi cô vào nghỉ đi cần gì thì cứ gọi tôi một tiếng rồi phát nhìn lên nhà trên lớn rộng hơn cháu chào hai bác cháu về nhưng phát vừa đi được mấy bước chưa kịp rẽ sang lối hông nhà để ra phía trước thì linh gọi giật lại anh phát um, quay, quay lại tôi nhờ một tí đã phát hớn hở quay lại linh cúi xuống cầm cái chai lên đặt nằm ngang trên bàn cái bàn gỗ cũ kỹ kê dưới dàn tranh dây mà ông bà cảnh hay ra ngồi ăn cơm chiều linh chỉ cái ghế đối diện bảo phát ngồi phát ngơ ngác chưa hiểu gì nhưng hễ linh nói gì thì anh đều hân hoan làm theo linh muốn kiểm tra lại xem cái hình ảnh phát dãy giụa trong đống lửa mà linh thấy lúc nãy qua lớp thủy tinh trong có phải chỉ là ảo giác do mắt linh bị mờ hay không linh rất mong như thế cho nên cô giật cái khăn trên sợi dây phơi, đem nhúng nước, vắt khô và lau mặt cho tỉnh táo. Phát đứng sớ rớ bên cạnh, không hiểu gì. Chỉ nhìn Linh ngơ ngác. Linh nhắm mắt lại một vài giây rồi mở ra và bảo Phát. Anh, anh nắm hộ tôi cái cổ trai. Thử một lần nữa xem như thế nào. Phát chố mắt nhìn Linh, nhưng Linh lại dục. Tôi nói thật mà, anh nắm cái, cái cổ trai hộ tôi, nắm chặt vào. Phát nhăn mặt hỏi lại. Để làm gì mới được chứ? <laughs> cô này buồn cười nhỉ tự dưng lại bảo tôi nắm cái cổ trai linh vẫn nghiêm mặt nói tôi nhờ anh thì anh cứ làm tôi sẽ giải thích sau phát lắc đầu phì cười vì đoán là một trò chơi mới của linh anh đưa bàn tay trái nắm chặt cổ trai như linh dặn linh ngồi đối diện hồi hộp như tim sắp đập vỡ lồng ngực rồi chỉ trong chớp mắt hình ảnh cũ lại hiện ra y như lần trước phát gào thét vẫy vùng trong biển lửa nhưng lửa cứ ôm chặt lấy toàn thân phát Không tài nào dập tắt được Linh lại hốt hoảng kêu lên giê xu ma lại chúa tôi lòng lạnh vô cùng Phát không hiểu gì Buông tay ra Nhìn Linh và lẩm bẩm Ơ cô này hay nhỉ Thế nghĩa là thế nào Hệ tôi cứ nắm cái cổ chai Thì cô lại kêu tên chúa và đức mẹ là làm làm sao Linh cúi đầu thở hồn hển Đưa tay làm dấu thánh giá Rồi ngẩng lên bảo Phát Thôi thôi anh anh về đi lúc khác thôi tôi nói chuyện cảm ơn anh Phát chán nản vì không hiểu linh chơi trò gì anh lồi thủi đứng dậy quay ra lối hông thơ thần bước về nhà ngồi lại một mình linh đăm đăm nhìn cái chai bằng ánh mắt kinh sợ lâu rồi linh có nghe người ta nói những bà thầy bói bên Âu Châu hay Mỹ Châu thường nhìn vào quả cầu thủy tinh hoặc quả cầu pha lê mà thấy được hình ảnh tương lai của thân chủ Chẳng hạn bà Dickson dùng trái cầu mà trông thấy trước Tổng thống Kennedy bị ám sát. Những chuyện lạ lùng ấy, Linh vẫn tưởng hoàn toàn chỉ do báo chí theo diệt, cho hấp dẫn. Nhưng không ngờ hôm nay, chính mắt Linh được chứng kiến cái hình ảnh thê thảm, có thể sẽ xảy ra trong một người hàng xóm của Linh. Cô lại nhìn cái chai trước mặt và dờn dợn thấy nó là món đồ ma quái, người nào đó thả trôi sông mà cô dại dột mang về. Linh sực nhớ đến con bướm đen vùng vẫy trong chai mà cô đã thả nó ra và Linh cố suy đoán xem giữa con bướm bị nhốt trong chai và ông hàng xóm thân quen của Linh là phát có liên hệ gì với nhau hay không. Kể từ giây phút đó, Linh bị ám ảnh nặng nề bởi cái chai kỳ bí, lúc nào cô cũng đờ đẫn như người mất hồn. Cách giải quyết hay nhất là đem quăng bỏ cái chai đi hoặc cẩn thận hơn thì đem chôn hoặc quay ra bến sông ném nó xuống chỗ cũ định bụng như thế nhưng có một cái sức mạnh vô hình nào đó cứ thôi thúc linh phải giữ nó lại cái hình ảnh ông hàng xóm vùng vẫy trong đám cháy có ý nghĩa gì không linh không hiểu nổi hay là ông phạm tội nặng cái trai của linh đã báo trước là ông sẽ phải xuống hỏa ngục như giáo lý của đạo công giáo cô học nằm lòng từ nhỏ linh lại gạt bỏ ngay ý nghĩ đó bởi cô không có quyền phán xét Cả đêm hôm ấy Linh không ngủ được Mấy lần cô ngồi lên lần hạt và cầu nguyện Cô định sáng mai sẽ vào gặp cha xứ Trình bày đầu đuôi Rồi nhờ cha quyết định Hoặc xin nước thánh trong nhà thờ Đổ đầy chai là xong Ma quỷ vốn sợ nhất là nước thánh Sáng hôm sau Linh thức giấc Đôi mắt cay nhất vì cả đêm thao thức Cô vào bếp nấu nước pha trà cho bố Len lén đưa mắt nhìn lên cái chai Vẫn đặt trên kệ Bên cạnh những cái hũ đựng hành tỏi hạt tiêu và các loại đậu, linh tự nhủ. Hay là đem quăng nó đi cho rồi. Ý nghĩ này đã đến trong đầu linh nhiều lần từ hôm qua đến giờ, nhưng chẳng hiểu tại sao cô vẫn giữ lại, không nỡ hoặc không dám quăng bỏ. Ngồi nhìn ngọn lửa bập bùng trước mắt, linh lại dùng mình nhớ đến hình ảnh ngọn lửa vây quanh ông phát hiện ra trong chai. Linh sực nhớ đến như chỉ vì theo như ra bờ sông. Linh mới bắt gặp cái trai lạ lùng này. Cô chạy lên nhà lấy điện thoại di động, mang xuống bếp và bàn tay run rẩy bấm số của Như. Đầu dây bên kia giọng Như còn ngái ngủ hỏi Linh: "Mấy giờ rồi mà mày đánh thức tao vậy hả? Có chuyện gì không?" Ông cảnh cũng vừa thức dậy, từ nhà trên đi xuống, đứng ở cửa bếp hỏi Linh: "Gọi điện cho ai mà sớm thế hả con?" Linh ngước lên nhìn bố rồi cúi xuống bảo Như: "Như, mày dậy lúc nào thì chạy sang tao lúc đó nhé." Dùng điện thoại di động lúc ấy giá còn đắt lắm Nên Linh chỉ nói một câu ngắn rồi cúp ngay Cô quay lại bảo bố Dạ con cần gặp cái như một tí việc ạ Ông Cảnh hỏi cho có chuyện thôi Ông yên lặng quay vào phòng Đánh răng rửa mặt Ông không thắc mắc vì con gái ông cần gặp Như có tí việc là việc gì Bởi Như và Linh đều hăng say hoạt động trong giáo xứ Và chuyện hai người gặp nhau vẫn diễn ra thường xuyên chưa đầy một tiếng đồng hồ sau như đã dựng hông đa trước sân nhà linh ông cảnh vừa thay quần áo xong xuống bếp bảo linh à, đừng mua quả sáng cho bố hôm nay bố hẹn với lệ đại bác tùng đi ăn phở bố đi à, bây giờ đây mẹ có hỏi thì cứ bảo là bố ra à, tiệm hương quê ăn sáng với bác Tùng. số ông hậu vận thật tốt nhờ hai người con trai hiếu thảo ở mỹ chu cấp rộng rãi nên cả ngày Ông chỉ rong chơi với bạn bè có chung cái thú đánh cờ tướng. Về nhà thì ông ôm chặt lấy màn ảnh Internet, nơi có biết bao nhiêu thứ giúp ông đốt thì giờ nhàn rỗi. Linh đang ngồi nhặt sạn trong mẹt đậu đen để trưa nay nấu chè, như đi thẳng vào tận bếp và hỏi. Này, có việc gì mà gọi ta sớm thế? Sao không nói luôn trong điện thoại? Từ nay là không được đánh thức tao nha, trừ trường hợp là mày quyết định lấy chồng nữa nhá. Câu nói đùa của Như không đủ sức làm cho Linh cười. Mặt Linh vẫn toát ra nét mệt mỏi và lo âu, cô nói: "Chuyện này còn quan trọng gấp vạn lần tao lấy chồng á, ngồi xuống đây." Thấy thái độ nghiêm trang của Linh, Như im lặng kéo cái ghế đầu ngồi xuống bên cạnh và hồi hộp chờ đợi. Linh ngừng tay, ngẩng lên kể: "Này, hôm qua đó, tao theo mày ra bờ sông, rồi tao vớ được một cái chai không, tao cầm về. Tao rửa sạch sẽ, bây giờ vẫn để trên cái kệ kia kìa." Vừa nói, Linh vừa chỉ tay lên kệ cho Như nhìn thấy. Như chưa hiểu gì sốt ruột hỏi Ơ ờ, cái con này Mày gọi tao sang đây vì cái chai lượm ngoài bờ sông à Linh nhấn mạnh Đúng Tao gọi mày sang đây chỉ vì cái chai Chỉ vì tao Tao dạy dột theo mày Đi gặp chồng mày Rồi vớ phải cái chai Như nôn nóng gắt Ơ ờ, cái con này Mày nhặt được cái chai thì có gì đâu mà dại với dột Con này ăn nói vớ vẩn quá Đánh thức người ta dậy để nói chuyện cái chai Thôi tao đi về đấy ạ Tuy nói thế nhưng Như vẫn ngồi tại chỗ linh bưng mẹt đậu đen đổ vào thau ngâm nước cho mềm và cho sạch rồi cô trở lại ngồi xuống bên như như cũng đứng lên theo và kéo ghế ngồi đối diện mắt mở trừng trừng nhìn linh chờ đợi linh thở mạnh rồi bằng ngôn từ chậm rãi và mạch lạc kể hết cho như nghe cái hiện tượng lạ lùng khi ông phát hàng xóm nắm cái cổ trai dẫu biết rằng linh không bao giờ bịa chuyện nhưng như vẫn nhíu mày không tin, gây gắt hỏi lại có thật thế không hay là mắt mày quáng gà? Linh lo âu đáp thì lúc đầu tao tưởng là chỉ là ảo giác thôi do mình mệt mỏi hoặc là mắt tao mờ vì vậy tao mới bắt ông ấy nắm lại một lần nữa ông ấy có hiểu gì đâu nhưng mà nẻ tao thì ông ấy đành làm theo chúa ơi tay ông ấy vừa nắm vào cái cổ trai ấy, thì hình hình ảnh ông ấy bị lửa đốt lại hiện lên như cũ mà dĩ nhiên là chỉ có một mình tao non thấy thôi. Như bắt đầu cảm thấy rờn rợn, cô quay đầu, ngước nhìn lên cái chai trên kệ rồi hỏi: "Nhưng mà mày có cho người người nào khác cầm thử chưa? Phải cho vài người cầm thử thì mới kết luận được chứ." Linh ngắt lời: "Tao không dám." Nhỡ như là nhìn thấy những hình những hình ảnh hãi hùng hiện lên thì làm sao? Như lại gắt, nếu đã không dám cho người khác thử thì sao không quăng bén cái chai đi báu gì mà giữ cho nó bận tâm linh yên lặng không nói gì chính linh cũng muốn quăng ngay từ hôm qua nhưng dường như cái chai có ma lực ngăn cản linh ngẫm nghĩ một chút như bảo tao nhớ lại rồi lúc mà mày nhặt cái chai á thì trong chai nó có con bướm đen bị nhốt trong đó đúng không linh gật đầu như nói tiếp hồi nhỏ đó tao nghe người lớn kể chuyện á có những cái loại bướm nó gọi là là bướm ma lúc ấy mình còn bé thành ra mình cứ nửa tin nửa ngờ bây giờ ta nghe mày nói thì biết đâu bướm ma chẳng có thật thí dụ như là cái chai của mày tao chắc là có người nào đó chết oan rồi hồn nhập vào cái con bướm đen rồi tình cờ có người bắt được nhốt vào trong chai rồi thả trôi sông rồi lại cũng tình cờ cái chai nó lọt vào trong tay mày vì mày tha con bướm đó rồi Tức là mày mày trả tự do cho cái hồn ma bị chết oan. Cho nên cho nên con con ma đó nó 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 giúp mày để đền ơn. Linh phất tay gạt đi. Thôi mày đừng có nhảm nhí. Con nhà có đạo mà cứ tin vớ tin vẩn tội chết. Tao thì tao vẫn cho rằng đây là một cái ơn đặc biệt của Chúa ban cho tao. Như hăng hái đề nghị, nếu mày đã tin đây là ơn Chúa thì để để tao cầm thử cái cổ trai xem sao. Tuy trong lòng có hơi dần rợn nhưng như vẫn nói cứng. Ừ. Ui, cầm cổ chai thì có gì mà sợ tao chắc trăm phần trăm là mày cái mắt mày nó bị quáng gà lấy cái chai xuống đây cho tao linh từ từ đứng dậy và nói ừ, nhưng mà nếu nếu mày không sợ thì thì thử xem thế nào nhé vừa nói linh vừa bước lại sát vách tường vói tay lấy cái chai mang đặt trên bàn hai người ngồi đối diện nhau đúng như vị trí mà linh đã ngồi với ông phát hàng xóm hai khuôn mặt nghiêm trọng đăm đăm nhìn cái chai hồi hộp di sắp cầu cơ gọi hồn Linh bảo mày mày lắm mày nắm lấy cổ chai đi như hỏi lại Ô, nhưng mà tay 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 trái hay tay phải Linh cố nhớ xem ông phát cầm tay nào rồi cô bảo ừ, chắc tay nào cũng được nhưng có lẽ tay trái thì đúng hơn vì cổ trai hướng về phía tay trái của mày hai người lại yêu tư nhìn nhau rồi như đưa bàn tay trái nắm chặt lấy cổ trai và nhắm mắt lại. Linh nín thở, chố mắt nhìn. Trong nháy mắt, hình ảnh hiện ra trong trai là một vùng hào quang ngời sáng, giống như vùng Thái Dương đang xuất hiện trong một ngày quang đãng. Hình ảnh tươi sáng ấy làm cho bao nhiêu lo âu trong lòng Linh đều biến mất. Nét mặt bất chợt rạng rỡ, Linh thở hồn hển rồi nở nụ cười thật hồn nhiên, như nhận ra ngay hồi hộp hỏi. <laughs> mày có thấy cái gì không? Linh gật đầu đáp. Có, có chứ. Xong rồi, tao cảm ơn mày. Và Linh thở phào ngả người ra phía sau, như cũng buông tay ra và đứng lên hỏi dồn. Mày thấy cái gì? Linh cũng đứng dậy, bấu lấy hai vai như và đáp. Chắc là điềm lành, vì tao chỉ thấy toàn hào quang tỏa sáng. Tương lai vợ chồng mày chắc đẹp lắm. Dù chưa đoán được ý nghĩa của hình ảnh vừa hiện ra, nhưng nghe Linh nói như cũng thấy lòng chan hòa hạnh phúc. Cô hỏi Thế thế bây giờ mày tính sao? Giữ cái chai hay là quăng bỏ? Ừ, theo tao thì thì mày mày nên thử thêm vài người, vài người nữa rồi hãy quyết định Hả? Linh tiến lại mở tủ lạnh lấy chai nước tu ẩn ực Rồi ngồi xuống ghế và gật đầu Như cũng ngồi xuống Chớp mắt lê lịa và bâng khuâng nói Nhưng mà sao lại có những cái chuyện lạ như thế này nhỉ? Giá mày không phải là bạn tao Mà giả như tao không chứng kiến tận mắt thì cả đời tao tao chả tin được nó hoang đường quá nó nó nhảm nhí quá đúng không ý nghĩ đó cả đêm hôm qua linh đã thao thức đặt ra cố tìm cho mình một lời giải thích nhưng đành chịu linh bảo như những người như bà bích hằng xưa là nhà ngoại cảm chỉ cho người ta tìm được hài cốt bao nhiêu người đã chết trong chiến tranh ờ, có cả hài cốt từ thời pháp thuộc chuyện ấy giải thích làm sao được mà chẳng phải chỉ có một bà Bích Hằng. Cả chục nhà ngoại cảm thi nhau xuất hiện. Lúc đầu công an lên án là duy tâm. Dần dần chính công an cũng phải đến nhờ những người ngoại cảm chỉ chỗ người chết để thân nhân lấy xác, lấy xương đem về cải táng. Mấy cái này thì chịu thôi, cắt nghĩa thế nào được về những hiện tượng lạ lùng này. Mình mình là con nhà đạo đức thì chỉ biết đây là do Chúa sắp đặt. Có người được Chúa ban cho cái giác quan thứ sáu, miễn là họ dùng vào việc tốt như cầm sâu chìa khóa đứng dậy và bảo thôi tao phải về tao chuẩn bị vào thành phố lấy mối hàng cho chồng tao sau một ngày quá căng thẳng về cái chai linh đề nghị ở ờ, mày mày vào thành phố à hay là cho tao đi với hôm nay tao tao không làm gì hết ừ, có tao đi mày có ngại gì không như ngồi lên xe đạp máy và đáp không mày đi thì càng vui chứ ngại gì với lại tao cũng đang muốn bàn thêm với mày về cái chai huyền bí này bây giờ mày sửa soạn đi nhá tao tạt về qua nhà một tí rồi vòng lại đón mày dứt lời như sang số và hớn hở cho xe lao vọt ra đường quá trưa như sang đón linh như dựng hông đa rồi đứng chờ ngoài sân từ trong nhà linh cầm bóp bước ra thì đúng lúc ông phát tình cờ đi ngang trên vai vác cái khung xe đạp cũ phát dừng lại vui vẻ hỏi hai cô chuẩn bị đi đâu đây linh giật mình nhìn phát cảm thấy như có cái gì rất khác lạ ở ông hàng xóm quen biết đã mấy chục năm nay linh chưa kịp trả lời thì phát nhìn linh khôi hài nói thêm thế có cần tôi vào nắm cái cổ trai lần nữa hay không <laughs> dứt lời ông cất tiếng cười giòn giã và bước đi về tiệm hàn cả linh và như đều im lặng nhìn nhau không biết nói gì chờ phát đi khuất hai cô mới lên xe phóng xuống sài gòn khách hẹn như ở một tiệm giải khát nằm ngay góc đường thủ khoa huân và lê thị hồng gấm hai bên nói chuyện làm ăn rất nhanh như nhận tiền đặt cọc rồi chia tay như khoan khoái rủ linh len lỏi vào chợ bến thành đã lâu lắm hai người không có dịp rong chơi và ăn quà thoải mái nên hôm nay cả hai vui như tết nhất là như vừa gặp được khách sộp bằng lòng chi tiền rộng rãi cho chuyến chở hàng trên sông của chồng như Cả hai sống lại thời tuổi trẻ Đi dạo phố vào tiệm kem Mãi đến xế chiều như mới dục Linh ra về Chưa tới nhà ông bà Cảnh Đã thấy tấp nập người lớn trẻ con Đứng lố nhố bàn tán xôn xao Cả một quãng đường dài Mặt mỗi ai cũng có vẻ nhớn nhát U buồn hoặc chan hòa xúc động Linh giật mình Vỗ vào lưng như và bảo Đ Đứng lại, thốt lại xem chuyện gì rồi linh tụt vội xuống xe hỏi một người đàn ông đứng bên lề đường à, xóm mình có việc gì mà ồn ào thế bác chú? người đàn ông lớn tuổi cùng trang lứa với bố linh chưa kịp trả lời thì hai ba người khác kéo nhau lại đứng bên linh và như dường như ai cũng muốn dành nhau để kể cho linh nghe bản tin quá bất ngờ vừa xảy ra trong khu vực yên tĩnh của họ nhưng linh nhìn ông chu nhắc lại chuyện gì thế hả bác ông chu bắt đầu bằng một tiếng thở dài rồi mới nhập đề thế cô chưa biết được cậu phát thợ hàn vừa mới chết xong linh hốt hoảng kêu lên giê à, xu maria lại chúa thôi một bà đứng bên cạnh cướp lời ông chu chen vào Ch chết cháy sẽ xe cấp cứu mới trở đi như ngồi trên hông đa toàn thân run lên bần bật đôi mắt lạc thần nhìn linh cái hình ảnh phát vùng vẫy trong đống lửa mà linh kể với như sáng nay hóa ra là có thật là một điểm ghê gớm báo trước Mặt tái nhợt, linh như người chết đứng á khẩu, không nói được lời nào nữa. Bên tai cô, giọng ông Chu vẫn xúc động kể tiếp. "Cậu ấy đang hàn cái khung xe máy thì cái bình ga nó phát nổ, rồi nó lan sang cả cái bình xăng bằng ni lông. Khổ thân cậu ấy, cái bình xăng loại 10 lít còn đầy nguyên, lại để ngay ở trên kệ. Cái lúc nó phát nổ thì nó đổ ào xuống người cậu ấy." Thế là người cậu phát nó cháy phần vật như là cái cây đuốc Cậu ấy chạy lao ra đường Mồm la oai oái nhưng không ai cứu kịp Hàng xóm kéo sang múc nước dội Thì cậu ấy đã tắt thở rồi Xóm này thành hình từ năm 54, truyền đến nay đã ba thế hệ nối tiếp Nhà nào cũng quen nhau, chưa kể có thể là họ hàng hoặc thông gia với nhau, cho nên chuyện gì xảy ra trong một nhà, dù chỉ là rất nhỏ, hàng xóm láng giềng cũng đều biết cả và biết rất nhanh. Huống chi một tai nạn thảm khốc là cái chết của Pháp thì không ai có thể lơ là được. Tất cả đều cảm thấy sự mất mát đấy có liên hệ gần xa tới mình là cái tăng chung của cả xóm. Một ông bạn của Pháp tay cầm thau bằng nhựa từ mặt mũi đến quần áo đều lem luốc dính đầy bụi than lững thững tiến lại gần chỗ linh đứng và thở dài nói tôi sang chậm quá có ai báo tin cho tôi đâu nghe trẻ con chúng nó gọi nhau ơi ới tôi hỏi thăm mới biết đến nơi thì thằng phát nó đã chết rồi khổ thân vợ nó với mấy đứa con linh lảo đảo bước về nhà sau lưng vẫn còn nghe văng vẳng giọng ông chu may mà không cháy lan sang hàng xóm Đường còn đông người nên như tắt máy đẩy xe theo sau Linh. Cô thấy ông bà Cảnh vẫn còn đang đứng trước cửa nhà của Phát. Giờ này lửa đã tắt nhưng trơ ra những thân cột cháy đen và khói vẫn còn bốc lên nhẹ nhẹ. Hai người công an đứng ghi chép chi tiết để làm biên bản. Về đến nhà, Linh đi thẳng xuống bếp và ngước nhìn ngay lên cái chai trên kệ. Cô ngồi bệt xuống nền xi măng, tựa lưng vào vách và đưa tay làm dấu thánh giá đọc kinh cầu hồn cho phát tự dưng cô nhớ lại cái lần đi thủy lợi chung đêm trăng ngồi trên bãi cỏ phát run run ngỏ lời muốn kết bạn trăm năm duyên nợ không thành nhưng phát không mặc cảm không thù vặt vẫn là người bạn hiền người láng giềng tốt bụng của linh bất giác cô đưa mắt nhìn lên hai quả bầu phát đem sang tặng trưa hôm qua giờ vẫn còn nguyên trong rổ đặt trên bàn như dựng xe ngoài sân rồi cũng lao vào bếp Nhìn ngay lên cái chai ma quái trên kệ Cô ngồi xuống bên cạnh Linh Mặt vẫn còn tái nhợt Lo lắng hỏi Sáng nay Lúc mà tao nắm vào cổ chai Mày nhìn thấy cái gì trong chai Mày nhớ lại dùm đi Nhớ ký lại Mày thấy cái gì Ôi trời ơi Ông Phát Ông Phát chết cháy làm tao sợ quá Linh mệt mỏi đáp Mày Mày không sao đâu Tao chỉ trông thấy một vầng ánh sáng rất đẹp Như vậy rõ ràng là một dấu hiệu tốt Cứ yên trí đi Trực giác của tao chắc chắn không sai Còn ông Phát Linh ngừng lại Vì nước mắt tự dưng trào ra Khá lâu cô mới nghẹn ngào tiếp Còn ông Phát Tao kể với mày rồi đó Tao thấy rõ ngọn lửa bao quanh ông ấy Ông ấy cố gắng vùng vẫy mà không thể nào thoát được sau câu nói của Linh, cả hai cùng im lặng, cùng ngồi tựa lưng vào vách trầm tư suy nghĩ. Tuy đã có lời chấn an của Linh, nhưng Như vẫn chưa cảm thấy hoàn toàn thanh thản, vì đã chắc gì cái vầng hào quang Linh nhìn thấy trong trai là điểm lành, điểm tốt. Đã xảy ra với ai đâu mà biết, tất cả chỉ là phỏng đoán của Linh mà thôi. Một lúc sau, Như lên tiếng trách. Đáng lẽ mày phải nói cho ông Phát biết để ông ấy đề phòng. Linh quay lại gắt Nói cái gì Làm sao mà nói được Chính tao tao cũng chỉ đoán già đoán non Chứ có biết là cái hình hiện trong trai mang ý nghĩa gì đâu Bây giờ Xảy ra rồi Mình mới biết chứ Chẳng nhẽ tao chạy sang tao bảo Anh Phát ơi tôi thấy anh chết cháy à Như cũng vừa nhận ra mình trách Linh là vô lý Chẳng qua vì tâm thần bị hoảng loạn Trước tai nạn rùng rợn của Phát Làm cho Như nghĩ quẩn Khá lâu Như bảo Linh Hay là Tao chở mày ra bờ sông Quăng cái chai lại cho cũ à, Tao nhớ rồi Mình là con nhà đạo Mình không tin Nhưng mà cái con bướm đen bị nhốt trong cái chai Biết đâu chẳng là một dạng bùa ngãi gì thì sao Linh cũng vừa nghĩ đến việc trả lại cái chai cho dòng sông Nhưng chưa dứt khoát được Nên không trả lời Như chỉ chiết thêm Mày cứ tưởng tượng mà xem nhé Mày giữ cái chai Rồi cứ mỗi lần có người nắm vào cổ chai Mày lại nhìn thấy những hình ảnh rùng rợn như ông phát rồi mày cứ hồi hộp chờ tai nạn xảy đến với người ta hay sao? Rồi mày nhắm mắt mày chịu đựng nổi không? Thôi thì thà, thả cứ quăng cái chai đi. Linh vẫn ngồi yên, như lại nói thêm. N nói dại, nhỡ như người thân của mày, chẳng hạn như bố mẹ mày, cầm cái cổ chai, rồi rồi mày thấy chuyện chẳng lành xảy ra, thì mày tính làm sao? Thôi ôi, đem quăng lại dòng sông đi mày ơi. Mày muốn đi ngay bây giờ, tao chở mày đi này. Linh không đáp, nhưng uể oải đứng dậy, như lại nhấn mạnh thêm. Giả dạ như mà mày thấy trước tai nạn của người ta Mày báo cho người ta biết Rồi người ta sửa được Cải số được Thì mới nên giữ cái chai lại để làm phúc Để cứu đời Đằng này mày biết mà mày đành chịu Thì biết trước làm cái gì Chỉ làm khổ tâm thêm thôi Câu nói của Như vừa khơi đúng vào điều sâu kín Mà từ hôm qua đến giờ Linh đang phân vân nghĩ đến Linh muốn giữ cái chai lại là vì thế Ông Phát là trường hợp đầu tiên Linh chưa trách nghiệm nhưng từ nay trở đi hễ linh coi cho ai mà thấy hình ảnh tai nạn hiện ra trong trai cô sẽ báo ngay và bảo người ta đề phòng biết đâu linh chả cứu được nhiều người cô vẫn tin rằng khi cô đứng dưới sông cái trai kỳ bí ba lần tắp vào chân cô tức là đã có sự sắp đặt của chúa cho cô cái trực giác đặc biệt để cứu giúp tha nhân bắt theo câu nói của như linh bảo mày nói đúng đáng lẽ hôm qua ta phải nói ngay cho ông phát biết chỉ có điều là dù tao có nói, cũng chưa chắc ông Pháp đã tránh được tai nạn. À, thôi thì tạm thời tao cứ giữ cái chai lại. Tao thử một vài người nữa xem sao. Nếu thấy trước mà mình không cứu được, thì thôi tao quẳng bỏ cái chai. Như bực mình gắt. Cái con này ngoan cố quá. Thôi kệ mày. Từ đây mày thấy cái gì đừng kể cho tao nghe hết. Tao sợ lắm. Linh chưa kịp đáp thì ông bà Cảnh từ bên hàng xóm kéo về. Nhìn thấy xe của Như dựng trước sân, ông Cảnh đi thẳng vào nhà, còn bà Cảnh lên tiếng từ ngoài cửa. Ô thế hai đứa về rồi đấy à? Khổ thân cậu Pháp quá. Mới hôm qua còn ngồi đây, còn đem cho mình hai quả bầu. Thế mà hôm nay chết thảm rồi. Vợ đi vắng chưa về, chả biết có ai báo tin chưa nữa. Bà nói dứt câu thì cũng vừa vào tới nhà bếp, thấy Linh và Như ngồi ủ rũ ở bàn ăn. Bà nói thêm cứ như lời anh công an khu vực thì nổ bình ga chỉ làm cậu ấy bị thương thôi chứ không thể nào chết dễ dàng được. Nhưng mà vì cái bình xăng nó đổ vào người rồi nó bốc cháy như ngọn đuốc nên không tài nào cứu được. Ông cảnh từ nhà trên đi xuống góp lời bình phẩm. Chúa cất nó đi như thế cũng là may bà. Chứ sống thì từ mặt mũi đến thân thể đều cháy nám đen hết. Còn buồn hơn mà sẽ buồn cả đời cơ đấy rồi ông hỏi linh con về lúc nào về lâu chưa như đáp thay cho linh dạ chúng cháu vừa mới về ờ, chắc là xe cấp cứu vừa chở anh phát đi thì chúng cháu về tới ạ ông cảnh ngồi xuống ghế lấy bình thủy đựng nước sôi châm vào bình trà rồi bất ngờ hỏi linh bố vừa nghe con bảo là đáng lẽ con phải báo trước cho thằng phát nó biết thế báo trước là báo cái gì con biết là cái bình ga của nó cũ quá mà nó không chịu thay bình mới hay là thế nào Linh và Như giật mình đưa mắt nhìn nhau, như đang cần có đồng minh ủng hộ mình trong việc ép Linh phải quăng bỏ cái chai, vì giữ lại là điều quá vô lý. Nên Như nói thẳng với ông Cảnh bằng giọng nghiêm trang: Dạ, Linh nó biết trước anh Phát bị chết cháy ạ. Ông Cảnh ngơ ngác nhìn Như rồi lại đăm đăm nhìn con gái. Ông cứng rắn bảo Như: Cháu đừng có phát ngôn linh tinh như thế. Đến tài công an họ họ sẽ lôi con Linh ra điều tra lôi thôi lắm. Người ta chết cháy vì nổ bình ga Mà cháu lại bảo con Linh đã biết trước là thế nào Tai nạn chứ có phải là án mạng đâu Bà Cảnh cũng vội chen vào Nhẹ nhàng mắng như Này chớ có dại mà, mà để công an nó nghi ngờ đấy nhá Cẩn thận mồm miệng vẫn hơn Như đưa mắt nhìn Linh như thúc giục Linh ngẩn lên thản nhiên nói Như nó nói đúng đấy bố ạ à. Con biết trước là anh Pháp Sẽ chết cháy Mà không không làm gì được ạ à. Đến lượt cả ông Cảnh lẫn bà Cảnh đều chố mắt nhìn con gái. Ông Cảnh cong mặt gắt, vả vào mồm, biết là biết thế nào. Vô phúc đáo tụng đình, cẩn thận lời ăn tiếng nói, lớn rồi. Linh điểm tĩnh đáp. Dạ, bố mẹ ngồi xuống đây, con kể đầu đuôi cho bố mẹ nghe. Ông bà Cảnh đưa mắt nhìn nhau rồi ngồi xuống bên nhau. Như cũng hài lòng ngồi bên cạnh bà Cảnh để sẵn sàng góp ý. Linh bắt đầu câu chuyện bằng chuyến theo như ra bờ sông vớ được cái chai mang về và kết thúc bằng cái chết đã báo trước của phát giọng kể linh chậm rãi và mạch lạc cô dứt câu chuyện ông bà cảnh vẫn ngẩn người ngồi yên biết con gái mình chẳng bao giờ nói dối chẳng bao giờ bịa đặt bất cứ chuyện gì nên ông bà chỉ còn một phản ứng duy nhất là sững sờ chen lẫn với cảm giác rờn rợn như để ý thấy trong lúc linh kể chuyện thì cứ lâu lâu ông bà Cảnh lại đưa mắt nhìn lên cái chai trên kệ. Chắc cả hai cùng tự hỏi, cái chai kỳ bí và oan nghiệt kia, mang nó về làm gì? Khá lâu bà Cảnh mới hỏi. Thế, thế bây giờ con tính như thế nào? Như vội vàng đáp thay Linh, cố thuyết phục ông bà Cảnh. Dạ, cháu thì cháu đề nghị là đem cái chai quăng xuống sông. Nghĩa là mình trả nó về chỗ cũ. Mình là người công giáo, mình không tin. Nhưng biết đâu cái chai nó đựng con bướm đen Là một thứ bùa ngải mà người ta ếm vào đó Người ta bắt con bướm đen nhốt vào cái chai rồi thả trôi sông Chắc phải có cái ý gì Chứ ai mà rảnh đâu mà mà, mà nghịch ngợm như thế ạ à? Ông bà Cảnh nghe lý luận của Như gật đầu nhất trí ngay Nhưng Linh vội vàng phát biểu Con thì con chỉ thắc mắc một điều là hôm đó Con đã quẳng cái chai ba lần rồi Mà nó vẫn trôi ngược vào Nó tắt vào chân con Như thế Biết đâu là ý Chúa muốn con dùng nó vào việc tốt. Bố bố mẹ cứ cứ nghĩ mà xem nhé. Bây giờ con quăng nó lại dòng sông rồi nhỡ có kẻ xấu nào nhặt được, đem về hù dọa thiên hạ để lợi dụng thì sao? Ông bà cảnh lại cũng thấy con gái mình có lý, nhưng như phản đối ngay. Ừ, nếu mày sợ thì thì đem chôn đi hoặc là đập vỡ đi. Linh làm như không để ý đến lời phát biểu gay gắt của Như, cô phân trần với bố mẹ. Con thì con cũng có ý định ạ. À là nói ven phát để anh ấy đề phòng nhưng mà chuyện nó xảy ra nhanh quá con không kịp nói con con mới nhìn cái hình ảnh mà anh ấy bị chết cháy chưa hôm qua mới chưa hôm qua thôi thì hôm nay chuyện đã xảy ra rồi con nói vào cái lúc nào ông cảnh nhắc lại ý của bà vợ nhưng ý định con bây giờ thế nào con giữ cái chai hay là quăng nó đi cả bà cảnh và như đều mở to mắt nhìn linh chờ đợi linh quả quyết nói con muốn giữ lại một thời gian nữa xem sao Biết đâu con chẳng giúp được người ta Lúc nãy con nói với cái Như Để con thử một vài người nữa Nếu con thấy hình ảnh xấu xuất hiện Con sẽ cho họ biết May ra con giúp được họ Ông Cảnh kết luận Nếu con tin đó là ý chúa Thì bố mẹ không có cản Nhưng con nên ấn định một thời gian Chẳng hạn một tháng nữa Mà cái trai không giúp gì được cho ai Thì dứt khoát con nên quăng bỏ nó đi ý kiến của ông cảnh được mọi người cùng nhất trí như đứng dậy giã từ cầm sâu chìa khóa theo lối hông ra cửa trước cô cúi xuống mở khóa hông đa và nói vọng vào cháu xin phép hai bác cháu về à? tao về linh ơi có gì cần thì cứ gọi điện cho tao nhé ngoài đường vẫn còn giải rác từng nhóm người xúm nhau bàn tán cái chết bất ngờ và thê lương của pháp là một đề tài quá lớn chả biết đến bao giờ mới phai nhạt trong đầu mọi người vốn gần gũi với pháp từ mấy chục năm nay ai cũng tưởng như thế nhưng hóa ra chỉ một tuần sau cái tin phát chết không còn hấp dẫn lắm nữa vì nó bị thay thế bằng một bản tin mới mẻ hơn lôi cuốn hơn đó là tài tiên tri của linh khởi đầu bằng cảnh đi lễ ngày chủ nhật đứng ở sân nhà thờ tiết lộ với một bà bạn thân cùng hoạt động trong hội con đức mẹ về cái chai huyền bí mà linh nhặt được trên sông đồng nai cái chai đó có đôi mắt thần cho thấy trước sự lành, sự dữ sẽ xảy ra. Kể xong, bà cảnh nghiêm trang dặn đi dặn lại mấy lần. Bà thần với em lắm thì em mới kể với bà đấy. Bà nhớ, nhớ giữ kín hộ em nhé. Rất rất khoát như là không được nói cho ai biết. Như cũng kể với một người trí thân rằng Linh vớ được cái chai thần bí trôi trên sông. Và nhờ cái chai ấy, Linh biết trước cái chết của Pháp. Kể xong như cũng bảo người bạn. Này, Tuyệt đối bí mật đấy nhá Chỉ có tao với mày biết thôi đấy Rồi lại thêm ông Cảnh Ông ngồi đánh cờ tướng với ông bạn già Vì biết ông Cảnh là hàng xóm của Pháp Ông bạn hỏi thăm về cái chết của Pháp Mặc dầu chẳng cần hỏi Ông cũng đã biết hết mọi chi tiết rồi Trong khi tường thuật Ông Cảnh nhịn không nổi Nghiêm trọng tiết lộ Còn Linh nhà tôi ạ, Nó ra bờ sông Nó vớ được cái chai thủy tinh mang về Lạ lắm ông ạ nó chỉ nhìn vào cái chai thôi Mà thấy trước được cuộc đời người khác Ông bạn ngừng đánh cờ Ngẩn lên nhìn ông cảnh ngờ vực Nhíu mày hỏi lại Ông bảo sao Nhìn vào cái chai mà thấy trước tương lai của người khác à Chai gì mà lạ thế Ông cảnh gật đầu nhấn mạnh Thấy trước điềm lành điềm dữ sẽ xảy ra Rồi ông đưa mắt nhìn quanh Như sợ có ai nghe lén Ông hạ giọng nói nhỏ xuống Bảo ông bạn còn Linh nó biết trước thằng Phát sẽ bị chết cháy. Dĩ nhiên đời nào ông bạn tin cái chuyện phi lý như thế được. Nề lắm, bạn ông đành phải nhịn chứ trong lòng đã muốn văng tục và chửi ông Cảnh là già mà còn nói dắt. Trên đời này làm gì có ai biết trước cái chết của người khác mà lại còn biết là sẽ chết cháy. Bạn ông cúi xuống cầm quân xe mân mê trong tay, đầu vẫn còn bực bội vì ông Cảnh loan một mẩu tin ngớ ngẩn ông cảnh lại lấm lét nhìn quanh rồi hạ giọng nói nhỏ hơn bảo ông bạn nhưng mà tôi chỉ kể riêng với ông thôi đấy ông nhớ giữ kín cho tôi đừng có cho người thứ ba biết vì cả ba người là bà cảnh ông cảnh lẫn như đều bắt người ta phải giữ kín cho nên sự loan truyền càng đi rất mau chỉ một vài ngày sau cả khu phố đều biết cái khả năng đặc biệt của linh là nhìn trước được tương lai phúc họa của mỗi người đó là một khúc rẽ quan trọng trong cuộc đời của Linh, xảy ra một cách tình cờ vào năm 2000, khi Linh 37 tuổi. Người ta bắt đầu kéo nhau đến nhờ cô coi vận mệnh, và Linh ít khi từ chối, bởi đa số đều là người quen, và vì Linh đang cần thử nghiệm xem mình đoán có chúng hay không. Tiếng đồn lan rất nhanh, khiến cha thuận. Linh Mục Tránh xứ cũng hiếu kỳ gọi Linh vào hỏi thăm. Ông vốn biết Linh là người có cuộc sống đạo hạnh và rất vững niềm tin tôn giáo, nên ông lấy làm ngạc nhiên khi nghe vài giáo dân nói với ông là Linh mở văn phòng hành nghề coi bói. Linh dành mạch kể hết đầu đuôi cho cha Thuận nghe rồi kết luận. Chính con cũng không hiểu được tại sao lại có hiện tượng lạ lùng như thế. Tại sao khi người ta cầm vào cái cổ chai thì hình ảnh tương lai lại hiện ngay ra trong cái ruột chai và lạ hơn nữa là chỉ có một mình con trông thấy. Cha Thuận ưu tư hỏi Thế con đã thử nghiệm người nào chưa? Sau cái chết của anh Phát Đã có người nào cầm cái cổ trai Mà mà gặp chuyện gì Bất hạnh chưa? Linh gật đầu nhấn mạnh Con con không đếm Nhưng mà từ hôm anh Phát chết cháy đến bây giờ đó Con độ chừng khoảng năm chục người đã gặp con Và để cho con thí nghiệm Nhưng mà nhờ chúa thương Không xảy ra chuyện gì nữa Vị linh mục vẫn còn tồn động trong đầu cái thắc mắc căn bản về cái chai, cho nên ông nhắc lại. Thế con bảo là ai cũng cũng giống ai, hết cứ cầm cái cổ chai là con con thấy có hình ảnh hiện ra hay sao? Linh gật đầu đáp ngay. Thưa cha đúng ạ, à. nhưng như con vừa thưa với cha đó, dĩ nhiên là cái hình ảnh đó thì chỉ có một mình con non thấy thôi. Cha Thuận trầm ngâm suy nghĩ rồi kết luận. Ừ, lâu lâu thì chúng ta vẫn thấy có những hiện tượng lạ khoa học không giải thích được. Chẳng phải riêng ở Việt Nam mà bất cứ nước nào trên thế giới chẳng hạn có người chữa được đủ các thứ bệnh mà không cần dùng thuốc, không cần phẫu thuật, có đứa bé mới năm 7 tuổi đã giải được những bài toán trình độ đại học. Biết bao nhiêu chuyện lạ trên đời này. Nhưng dù lạ đến đâu thì đó cũng là do quyền năng của Thiên Chúa cho nó xảy ra như vậy. Trường hợp của con cũng thế. Đây là một đặc ân Chúa ban cho con Miễn là con không dùng nó để hại người Hay để lợi dụng lòng tin của người ta Mà làm tiền một cách bất chính Điều cha Thuận nói cũng chính là chủ ý của Linh Trong xã hội quá nặng nề về vật chất hiện nay Người nào có khả năng như Linh Chắc chắn sẽ hù dọa thiên hạ Để moi tiền một cách quá dễ dàng Linh bảo cha Thuận Thưa cha, dân gian thường có câu Thiên cơ bất khả lậu nghĩa là người trần không được tiết lộ những bí mật của thiên mệnh nếu ai tiết lộ thì sẽ bị giảm thọ câu ấy nhằm khuyên những người đừng có hành nghề bói toán nhảm nhí để moi tiền của những người dễ tin con xem cho người quen cho vui thôi chứ con không có chủ ý lấy tiền đâu ạ để tránh náo nhiệt trong bà cảnh linh dọn sang tiếp khách trong căn hộ mới mà cô mua cho ông anh từ trước đến nay vẫn bỏ trống hôm linh mang cái chai đến Bỗng dưng có con bướm đen từ đâu đến lượn trước cửa một lúc khá lâu, đậu xuống trên bàn tay Linh rồi mới bay vụt lên cao và biến mất phía sau nhà. Linh thẫn thờ đứng trông theo và chợt nhớ đến lời Như gọi con bướm ấy là bướm bướm ma, hiện thân của hồn người chết đã nhập vào cái chai của Linh. Bất giác Linh thở dài và đưa tay làm dấu thánh giá. Khách đến gặp Linh đông quá, nhiều người tự nguyện đòi trả lệ phí nhất là những người được linh tiên đoán tương lai sẽ tốt đẹp, khiến linh nảy ra ý định thu tiền cho nhà dòng, bởi cô biết nhà dòng đang rất túng thiếu vì không có ngân khoản nào tài trợ từ sau năm 1975. Thôi thì linh giúp được chút nào hay chút ấy, cô bắt đầu đặt cái hộp gỗ ở đầu bàn để người đến coi bói tùy tâm bỏ tiền vào. Trên cái hộp ấy cô viết chữ Caritas tức là tên cơ quan bác ái Charity của giáo hội và cứ mỗi tháng dòng bến thánh giá ở Sài Gòn cho người xuống kiểm nhận một lần. Linh tự coi đó là một lý do rất chính đáng để giữ cái chai lại, xóa cho cô cái mặc cảm hành nghề dị đoan mà lâu lâu vẫn có kẻ dèm pha. Bà Cảnh thường phân trần dùng con gái. Không có nó thì nhà dòng lấy gì mà sống, tiền đâu mà nuôi nổi cả trăm nữ tu. Nhiều người khen Linh có lứt tấm lòng từ thiện, nhưng cũng có bà ngứa mồm mỉa mai. Ôi giời, bà sơ bây giờ biến thành bà thầy bói. Gọi Linh là thầy bói thì hoàn toàn không đúng. Cô chỉ dùng cái chai thủy tinh làm phương tiện để thấy được viễn ảnh tương lai của người nhờ cô coi. Mà ngay cả những người đến nhờ cô coi, có người cô nhìn thấy dễ dàng và cụ thể. Có người hình ảnh hiện ra rất mơ hồ, khiến cô phải vận dụng trí óc để giải đoán mà không biết có chính xác hay không. Chính Linh cũng không biết cái nghề cô đang làm nên gọi là nghề gì, cho nên đành phải chấp nhận để thiên hạ gọi mình là bà thầy bói. Trong xóm cũng có người không nhờ Linh coi mà tự về nhà lấy cái chai cọ rửa sạch sẽ rồi nắm lấy cổ chai, nhưng dĩ nhiên chả thấy hình ảnh nào hiện ra. Trẻ con nghe đồn càng thi nhau bắt trước, Mỗi đứa cầm một cái chai ra chơi ở lề đường rồi cũng đoán vận mệnh bậy bạ và rú lên cười với nhau lại có người nghe linh hoặc như kể len lén ra mở bờ sông, đứng chờ xem có cái chai nào trôi giạt vào bờ thì chộp lấy mang về hành nghề thầy bói để kiếm tiền. Một hôm, công an phường gửi giấy mời Linh ra làm việc. Làm việc tức là thẩm vấn hoặc điều tra, nghĩa là có vấn đề. Linh hơi ngạc nhiên, thời buổi này, phong thủy, bói toán lên đồng cầu cơ gọi hồn, thậm chí bùa ngải hoạt động nhan nhản, công khai đăng báo quảng cáo không bòn bị coi là duy tâm phản động và bị bắt đi cải tạo như trước nữa. Trái lại còn được gán cho cái nhãn hiệu cao quý là phục hồi di sản văn hóa cổ truyền dân tộc. Bao nhiêu những tác phẩm viết về tử vi đầu số của miền Nam bị đốt gần hết sau năm 75, bây giờ các nhà xuất bản moi ra đem in lại bày bán khắp nơi quan chức cán bộ đua nhau áp dụng phong thủy để bảo vệ địa vị và tài sản tham ô của mình có những ông bí thư hay chủ tịch cấp tỉnh hoặc cấp huyện tuần nào cũng gặp thầy bói vì cần biết con đường công danh của mình sẽ ra sao trong môi trường đầy bon chen kèn cửa có ông bộ trưởng nuôi riêng một thầy tử vi trong nhà làm cố vấn bất cứ chuyện lớn nhỏ gì cũng đều tham khảo với thầy người ta đồn có hôm đàn em mang một cô người mẫu vào khách sạn cho ông Ông bộ trưởng dạo dực hăm hở lắm vì cô gái tuyệt đẹp. Đang cởi quần thì thầy tử vi gọi điện hỏa tốc báo cho ông biết. Ông và cô gái không hợp tuổi, can chi đều xung khắc. Ông lại mặc quần vào và chia tay cô gái. Thậm chí có bà vợ đồng chí ủy viên Trung ương Đảng tháng nào cũng phải lên đồng. Vì không lên thì thấy áy náy mệt mỏi, sợ cô phạt cô lấy lại hết tài lộc của chồng. Trong bối cảnh ấy, việc linh bị gọi ra công an là điều bất ngờ linh không hề nghĩ đến trước để đề phòng ông cảnh nhìn con nhìn cái trai huyền bí lo lắng nói hay là có đứa nó nói đến tai công an là con biết trước cái chết của thằng pháp nên họ gọi con ra để điều tra linh chưa kịp đáp thì bà cảnh ưu tư chen vào con liệu lời mà ăn nói với người ta dính vào công an chả sứt đầu cũng sứt chán linh cười để bố mẹ an lòng có chúa gìn giữ bố mẹ đừng lo buổi trưa hôm ấy linh quá giang một người lối xóm đến trụ sở công an phường quãng đường chỉ có hai cây số linh dự chủ lát nữa sẽ đi bộ về nhân viên trực ban niềm nở chào linh và nói mời chị vào thủ trưởng phùng đang chờ rồi anh ta đưa linh vào thẳng bên trong gặp người đứng đầu cơ quan là thiếu tá phùng linh thấy hơi an lòng vì thái độ của mọi người ở đây không có vẻ gì là thù nghịch trái lại thiếu ta phùng tiếp riêng linh trong phòng làm việc của ông ân cần mời linh ngồi rồi mở đầu bằng một câu thăm hỏi nhẹ nhàng à, nghe đồn chị mở văn phòng xem bói đông khách lắm phải không vừa nói ông vừa rót nước trà ra tách và đẩy lại trước mặt linh mặt ông hôm nay hiện rõ nét hiền hòa khác hẳn lúc bình thường luôn nghiêm nghị và lắm khi ánh mắt toát ra nét tàn nhẫn tuổi ông mới ngoài 40, nhưng ngay từ thủa mới lớn ở ngoài bắc ông đã nghiện uống trà ướp hoa nhài và bộ ấm tách của ông lúc nào cũng cáu ghét đen xỉn trông mất vệ sinh và thiếu thẩm mỹ nhưng ông cấm nhân viên không được cọ rửa bởi theo ông ấm chén mà sạch sẽ quá thì làm mất mùi trà những dịp lễ tết quà cáp của đàn em cũng như của những doanh nhân trong phường trở đến nhà ông chất đầy một cái giường nhưng dù quà gì đi chăng nữa thì cũng phải đính kèm một hai hộp trà đắt giá. Trà nhiều đến độ người ta bảo ông có thể mở ngay một tiệm bán trà mà không cần phải sắm thêm mặt hàng. Linh chưa kịp trả lời thì ông nhắc. Chị uống cốc trà đi cho thấm giọng Linh có thói quen gặp bất cứ nhân viên chính quyền nào cũng gọi bằng anh. Cho nên mặc dù trước mặt cô có tấm bảng ghi thiếu tá đoàn Đức Phùng. Linh cũng chẳng quan tâm tới cấp bậc của ông. Linh nâng ly trà, nhấp một ngụm lớn rồi giải thích. Báo cáo anh, bảo là xem bói thì dứt khoát là không đúng Vì tôi chả biết bói toán là gì cả Chúa cho tôi cái đặc ân Thiếu ta phùng cười ngắt lời <cười> Chúa nào cho chị Chị ra bờ sông chị nhặt được cái chai mang về chứ chúa nào cho chị Ông nói thế có nghĩa là ông đã biết rõ đầu đuôi câu chuyện của Linh Có thể do đám công an đến làm biên bản cái chết của Pháp Nghe lối xóm bàn ra tán vào về khả năng viễn kiến của Linh Linh nói thưa với anh người công giáo của chúng tôi có câu sợi tóc trên đầu con rơi xuống cũng là do ý Chúa định cái chai tôi nhặt được trên sông ba lần tôi quăng đi nó vẫn trôi trở lại trước mặt tôi như vậy thì chắc không phải là ngẫu nhiên thiếu tá Phùng nhập đề thôi thì cứ cho là Chúa của chị bàn cho chị cái đặc ân nhìn được tương lai của người khác bây giờ chị xem cho tôi có được không Linh hân hoan uống cạn tách nước trà rồi hỏi lại anh kiểm tra lại đi anh có cần phải xem không? Cuộc sống đang bình thường, giàu sang quyền thế như anh thì xem làm gì? Linh nói thế tức là cô không hiểu gì về tham vọng của con người. Giấc mơ của thiếu tá Phùng đâu có thể dừng lại ở cái chức trưởng phòng công an phường tầm thường này. Ông phải vươn lên và vươn lên mãi bởi thời cơ bây giờ đang là địa lợi dành cho những người đã nằm lọt trong hệ thống tham ô trên địa bàn cả nước. Ông muốn biết đường công danh của mình nó sẽ còn leo cao tới đâu Nên ông mới nhờ Linh Trước mắt Phùng đang có mối lo gan ruột Vì đàn anh trên quận vừa cho Phùng biết có khả năng Phùng sẽ được bố trí lên làm phó công an quận Lên phó công an quận thì trả bằng cứ ở lại trưởng công an phường Kiếm tiền dễ hơn nhiều Phùng đang giáo diết vận động để đừng bị lên chức Mà xem chừng khó khăn quá Nên ông mới nhờ đến tài tiên đoán của Linh nghe linh nói ông ngạc nhiên chố mắt hỏi lại, ơi chị bán hàng tôi mua hàng chị lại hỏi tôi là có cần mua không là thế nào tôi nghe đồn chị xem cho bao nhiêu người ai cũng khen chị đoán đúng nên tôi tò mò muốn nhờ chị để đỡ mất thì giờ linh ngắt lời vâng anh để tôi xem nhưng anh phải ghé lại đằng tôi vì cái chai tôi để ở nhà tôi không đem ra khỏi nhà được vì sợ nó vỡ thiếu tá phùng lưỡng lự một chút rồi khẩn khoản đề nghị thế này tôi cho lái xe đưa chị về lấy cái chai rồi chở chị lại đây thì tiện cho tôi hơn chị cũng hiểu cho linh gật đầu ngắt lời vâng tôi hiểu thế cũng được linh chưa bao giờ mang cái chai ra khỏi nhà nhưng hôm nay cô phải phá lệ bởi cô cần mua chút tình cảm của trưởng công an phường sẽ giúp cho cô và gia đình cô về nhiều mặt trong tương lai thiếu tá phùng đứng dậy quay vào trong gọi lớn nhẫn ơi không có tiếng đáp lại Nhưng chỉ một phút sau Có anh công an trẻ chạy ra và nói Thủ trưởng gọi em Thiếu tá Phùng ra lệnh Cậu đưa cô Linh về Chờ ở đấy rồi lại đưa cô Linh quay lại đây Khẩn trương lên Linh theo nhẫn ra cửa hông Chỗ đậu xe của ban công an Phùng ngồi lại lặng lẽ uống trà Một gã đàn em đứng ở cửa văn phòng Nhìn Phùng và bảo Bà ấy tên là Linh cũng đúng thôi Người ta bảo cái tên tiền định vì bà ấy nói ra cái gì cũng linh, cũng ứng cả. Phùng cũng tin như vậy nhưng vẫn bảo đàn em, mày có chắc như thế không? Tao cũng chỉ vì nghe đồn mà hôm nay tao muốn đích thân kiểm tra. Nếu chỉ là chuyện hoang đường nhảm nhí thì tao sẽ bảo bà ấy dẹp ngay văn phòng coi bói. Vì đứng về mặt cơ bản thì pháp lệnh nhà nước vẫn cấm những trò mê tín dị đoan này. Đàn em nhất trí gật đầu. Nửa tiếng đồng hồ sau, Linh và Thiếu tá Phùng bắt đầu thủ tục xem bói tại phòng làm việc của trưởng công an phường. Đàn em nhiều đứa hiếu kỳ muốn tham gia, nhưng Phùng đuổi hết ra ngoài. Đám nhân viên đa số đều đang tò mò về khả năng của Linh mà họ nghe đồn cả mấy tháng nay, nên đứa nào cũng muốn xem Linh nói gì về sếp của họ. Nhiều người còn thêu dệt thêm về biệt tài xuất quỷ nhập thần của Linh khiến họ càng háo hức theo dõi. Phùng không cho tham gia, họ nháy nhau đứng nép sát ngoài cánh cửa im lặng nghe ngóng linh bây giờ đã sắm một cái hộp lót vải dày để đựng cái chai thủy tinh đồ nghề độc nhất vô nhị nếu chẳng may bị vỡ là đương nhiên cô phải bỏ nghề cô nhẹ nhàng mở nắp hộp lấy cái chai ra đặt trên bàn trước mặt thiếu tá phùng phùng mở to mắt hồi hộp theo dõi trước khi bắt đầu linh nhắc lại tôi phải nói trước với anh là hễ tôi thấy như thế nào tôi sẽ nói y như thế mà cũng có trường hợp tôi chả thấy gì cả Không thấy gì Tức là dấu hiệu tốt Vì như vậy có nghĩa là cuộc sống tương lai Không gặp sóng gió hay là tai nạn Phùng im lặng gật đầu Linh đặt cái chai nằm ngang trên mặt bàn Cổ chai hướng về phía tay trái của Phùng Cô nói Bây giờ anh nắm lấy cổ chai đi Phùng làm theo Nhanh nhẹn đưa tay Trái nắm chặt cổ chai Mắt mở to nhìn phản ứng của Linh Linh cố giữ điềm tĩnh Không muốn để lộ phản ứng của mình Cô vừa thấy hiện ra trong chai Hình ảnh Phùng ngồi trong căn buồng nhỏ Mắt u buồn nhìn qua cửa sổ Có nhiều chấn song sắt Linh chăm chú quan sát khá lâu Rồi mới bảo Báo cáo anh, xong rồi Phùng buông tay ra và nhìn Linh chờ đợi Ông dục Chị có thấy gì không? Linh nhấc cái chai đặt vào hộp Đậy nắp cẩn thận Rồi ngẩng lên nhìn Phùng Gật đầu Cô đáp có chứ Trường hợp của anh thì rõ lắm Ý tôi muốn bảo là hình ảnh hiện lên rất rõ Phùng trồm người lên hỏi thêm Chị thấy cái gì mới được chứ Tương lai tôi thế nào Mặc dù trong phòng chả có ai Linh cũng hạ giọng nhỏ xuống một chút Và nói như thì thầm Tôi thấy anh ngồi trong một căn buồn bé Trông ra cửa sổ có rất nhiều song sắt Phùng mừng thầm trong bụng Nhưng làm bộ thất vọng ngồi trong căn buồng bé thì chắc là chắc là cái buồng làm việc này chứ còn cái gì nữa như vậy là cả đời tôi cứ ngồi chỗ này ấy gì thế thì chán thật linh chưa kịp đáp thì phùng giật mình tự ý tiếp hay là xuống chức cái buồng làm việc này của tôi nó đã bé rồi chả nhẽ lại còn tụt xuống chỗ bé hơn à linh vốn chưa bao giờ có thiện cảm với trưởng công an phường nhưng thấy người sắp hoạn nạn thì không khỏi mùi lòng nên cô nghiêm mặt Lớn tiếng nhấn mạnh Tôi thì tôi không cắt nghĩa như thế Nói để cho anh cảnh giác nhé Là vì theo tôi á Thì có thể là Anh sắp đi tù Cái buồn có nhiều chấn xong là nhà giam Nhất là tôi thấy đôi mắt của anh buồn lắm Phùng tái mặt nhìn Linh Nhưng lại tự chấn tĩnh ngay Và dáng nở nụ cười nói đùa <cười> Thôi mà đi tù à Tôi không bỏ tù thiên hạ thì tôi chứ đứa nào dám bắt tôi vào tù Linh đứng dậy bưng cái hộp lên và nói Tôi đã thừa trước với anh là thấy như thế nào tôi nói như vậy Thôi xin pháp anh tôi về Phùng cũng đứng dậy tiễn chân và quay vào gọi tài xế đưa Linh về nhà Trước khi lên xe Linh nhắc lại Anh à cảnh giác thì vẫn hơn Tôi hy vọng đừng có chuyện gì xảy ra cho anh trong lòng cực kỳ lo âu nhưng Phùng vẫn cố giữ bề ngoài điềm tĩnh bảo linh. Thôi chị về nhé, có cần gì thì thì tôi sẽ liên hệ với chị. Chiếc xe công an chở Linh ra cổng, Phùng đứng chống nạnh hầm hầm nhìn theo lẩm bẩm chửi. Mẹ nó chỉ nói láo nói lếu, đúng là miệng lưỡi đứa phản động, nay mai ông sẽ cho một vỗ cho mày tởn đến giả. Linh đi rồi, thiếu tá Phùng cũng lấy xe gắn máy chạy ra phố ngay vì có hẹn đi ăn với một đại gia đang xin giấy phép mở tụ điểm ca nhạc trong phạm vi phường của Phùng. Phùng vừa đi khỏi, đám công an đàn em bỏ hết công việc xúm lại bàn tán với nhau về lời tiên đoán của Linh mà họ vừa nghe lén ngoài cửa buồng làm việc của Phùng. Dĩ nhiên, không đứa nào dám để lộ cho Phùng biết là chúng nghe lén, nhưng bản tin Phùng có thể vào tù nhanh chóng tạo một phản ứng phức tạp giữa đám nhân viên dưới quyền của Phùng những đứa vốn bị phùng trù dập thì phen này vui như tết chỉ mong phùng mau ra đi mà ra đi một cách nhục nhã như lời cô linh đoán ngược lại những đứa thân tín được phùng bảo bọc bấy lâu nay thì buồn bã nhìn nhau vì mai đây sẽ không còn ô dù cho chúng nương dựa mà làm càn nữa thêm một thành phần thứ ba không buồn không vui vì phùng đi hay ở chả ảnh hưởng gì đến họ có đứa lên tiếng còn mẹ đoán đã chắc gì đúng Xưa nay có thầy bói nào mà đoán đúng trăm phần trăm bao giờ Chó ngáp phải rồi thôi Tin lời thầy bói thì có ngày đổ thóc giống ra mà ăn Toàn ban công an phường chỉ có một nữ nhân viên là Hoa Quê ở Bà Rịa tuổi ngoài 20 Mới tốt nghiệp khóa trung cấp cảnh sát Được điều về đây tạm thời làm thư ký đánh máy Thấy mọi người xôn xao bàn tán Hoa cũng lên tiếng Trời đất ơi cô Linh cô không phải là thầy bói Cô lụm cái chai đâu ngoài bờ sông á Cô nói là chúa cho cổ Nhưng mà tôi biết là chắc là ma nhập vô cái chai đó đó Ma nói giùm cổ chứ đâu phải cổ đâu Người nói còn trật chứ ma nói thì đâu có trật được Mỗi người góp một câu Rồi cùng chờ đợi xem có chuyện gì xảy đến với sếp của họ hay không Chỉ riêng phó công an phường là đại úy báo Nghe đàn em kể chuyện phùng coi bói Và được báo trước có thể sẽ vào tù Ông bực bội lắm trong bữa cơm tập thể chiều hôm ấy không có mặt phùng vì phùng có nhà riêng đem vợ con từ ngoài bắc vào nên phùng thường về nhà ăn cơm chỉ có đám nhân viên độc thân quây quần với nhau trong phòng ăn của trụ sở đại úy báo gay gắt bảo đám nhân viên các cậu chỉ nhảm nhí thôi công an mà lại tin bói toát chuyện mơ hồ như thế mà cũng mất thì giờ bàn tán tại ông phùng ông ấy dễ tính chứ thử gặp tớ xem thầy bói nào mà đoán mò là tớ cho đi tù tớ còng tay chứ, 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 cho nó đi tù trước dứt lời báo quay đi vì chẳng nên đứng lâu sợ lộ bản tin phùng sẽ vào tù là một niềm hy vọng chứa chan trong tim báo suốt cả ngày hôm nay bởi phùng có ra đi thì báo mới có cơ hội ngoi lên thay chức dĩ nhiên báo cũng biết phùng có ô dù lớn che chở từ giám đốc sở công an thành phố dễ gì ai đưa được phùng vào tù nhưng báo vẫn hy vọng là cô Linh đoán Như lời thiên hạ đồn đãi về cô Trong đám nhân viên có đứa vội vàng hùa theo báo Để lấy điểm Lên tiếng kết luận Ôi, Rõ thật là dại Tự dưng rước lấy cái khổ vào người Thầy bói nói tương lai tốt Thì chưa chắc cái tốt sẽ xảy ra Mà thầy bói đoán tương lai xấu Thì làm mình cứ lo ngay ngáy Chờ tai nạn xảy đến với mình Các cậu đã thấy cái dại chưa nào hai tháng sau chuyện coi bói của thiếu tá phùng không còn là đề tài sôi nổi nữa toàn ban công an đang quên dần lời tiên đoán của linh thì công an quận đột xuất mở chiến dịch truy quét tệ nạn xã hội bắt hết các sòng bài lậu động mãi dâm và địa điểm phân phối thuốc lắc thậm chí các tụ điểm giao hàng trắng trong chiến dịch này phường của phùng là trọng yếu chủ chứa đồng loạt khai ra là hàng tháng họ nộp tiền cho phùng để phùng ngơ đi cho họ hoạt động gần như công khai nhân chiến dịch bài trừ tham nhũng mà nhà nước vờ hô hào do yêu cầu bức xúc của báo chí và nhân dân chính quyền các cấp cần một vài con vật tế thần thiếu tá đoàn đức phùng bị mất chức và lầm lỗi bước vào tù đại úy báo hân hoan tiễn chân đàn anh lên xe rồi quay lại bảo đám công an đứng đầy chung quanh cái hoa nó nói đúng đấy. Ma nhập mới đoán được như thế chứ thầy bói thường làm sao mà dám nói trước. Ông Phùng sẽ đi tù. To đầu mà dại, tự dưng lại rước thầy bói về xem. Tiếng tâm của cô Linh nổi như cồn sau vụ này. Do chính đám nhân viên công an phường nhanh chóng chuyển đi khắp nơi rằng cô Linh biết trước thiếu tá đoàn Đức Phùng sẽ vào tù. Cũng như cô đã từng biết trước ông Phát thợ hàng sẽ chết cháy. Hàng loạt báo chí đến xin phỏng vấn Linh khiến tên tuổi cô lan rộng trên phạm vi cả nước. Tạp chí phóng sự xã hội của nhà xuất bản lao động dành nguyên một số để viết về Linh với cái tựa đề thật hấp dẫn, chiêm tinh ra huyền Linh với cây chai huyền bí. Số báo ấy là một cách quảng cáo mãnh liệt cho nghiệp vụ của Linh, thu hút những người từ phương xa lặn lội về tam hiệp đòi gặp Linh cho bằng điệp. Trong số những người khách phương xa ấy có một phụ nữ 35 tuổi là tay anh chị chọc trời khuấy nước, vang danh trong giới giang hồ từ đất cảng Hải Phòng tới thủ đô Hà Nội, vừa vào Sài Gòn đổi địa bàn hoạt động. Đó là Vũ Hoàng Dung, thường được gọi là Dung Hà, lái xe hơi cùng một đàn em đến gặp Linh một ngày cuối tháng 9 năm 2000. Dung Hà từng bị tuyên án 7 năm về tội chủ chứa song bài, nhưng mới hơn 3 năm đã được đặc xá để làm lại cuộc đời. Làm lại cuộc đời thế nào được khi bản chất con người và thói quen của cuộc sống đã uốn nắn dung hà gần 20 năm qua. Trên giang hồ những đòn thanh toán cực ác như đâm chém, tạt ác xít, dung hà đều đã từng trải. Nghe nói miền Nam là mảnh đất, lành để kinh doanh, dung hà bỏ đất Bắc vào Sài Gòn, dành mối làm ăn với bố già Nam Cam. Mới đây dung hà cho đàn em mang cả một đàn chuột cống tầm mắm tôm đổ vào vũ trường phi thuyền của Trương Văn Cam tức Năm Cam vào lúc đang đông khách ôm nhau trên sàn nhảy sau đó Dung Hà lại cho đàn em hắt phân tươi trộn lẫn dầu nhớt vào tiệm uốn tóc của đàn em Năm Cam tất cả những quái chiêu ấy chỉ để nhắc Năm Cam đừng quên sự hiện diện của Dung Hà đã bỏ đất Bắc vào lập nghiệp ở miền Nam và Năm Cam nên mời Dung Hà hợp tác chia sẻ quyền lợi người đàn bà muôn mặt ấy khi vào gặp Linh thì lại rất nhún nhận và lịch sự gọi linh là bà thầy dung hà kéo ghế ngồi đối diện linh bên cạnh gã đàn em mặt lạnh như trì miệng ngậm lịch điếu thuốc ba số năm dung hà nhét tiền vào thùng từ thiện của linh một nắm giờ vui vẻ bảo tôi mới chuyển hộ khẩu vào làm ăn trong thành phố hồ chí minh bà thầy xem hộ tôi tương lai như thế nào có sống được trong này hay lại phải khăn gói quay về hà nội giọng nói hiền hòa pha chút diễu cợt làm Linh cũng vui lây Dĩ nhiên Linh hoàn toàn không biết dung Hà là ai hoặc thuộc thành phần nào trong xã hội nên cô đặt cái chai lên bàn và thản nhiên tiếp dung Hà như tiếp mọi người khác Linh nhìn gã đàn em dung Hà và gợi ý thường thì tôi xem riêng cho từng đối tượng à, vì có những điều khách không muốn cho người thứ ba nghe thấy dung Hà hiểu ý Linh vỗ vai gã đàn em ngồi bên cạnh và phân Trần không sao đâu bà thầy đây là bảo vệ của tôi Người trong nhà sống chết có nhau Bà thầy có nói riêng với tôi Thì tôi cũng kể cho nó nghe ngay Bà thầy cứ thoải mái Gã đàn em nhìn cô Linh Nhê hàm răng ám khói Cười và bảo Bà thầy xem đúng hay sai cũng chẳng Thì cũng cần phải có nhân chứng chứ Để kiểm tra chứ lại Tôi ngồi đây là làm nhân chứng cho bà thầy đấy Rồi hai người tiến hành thủ tục Dung Hà nắm cổ trai Thản nhiên nhìn cô Linh mỉm cười nhưng linh không cười cô giật mình nhìn hình ảnh vừa hiện ra trong chai dù đã khá quen với công việc linh vẫn phải tự chấn tĩnh khá lâu rồi mới lấy giọng tự nhiên bảo thân chủ xong rồi à, chị, chị buông tay ra được rồi dung hà điềm tĩnh hỏi sao bà thầy có thấy cái gì không tương lai tôi như thế nào linh lưỡng lựa một chút rồi bảo à, chị chị nắm lại cổ trai một lần nữa hộ tôi tôi muốn xem lại một lần thứ hai cho chắc Bấy giờ Dung Hà mới tắt nụ cười vì chợt nhận ra trong ánh mắt và giọng nói của Linh chắc có cái gì nghiêm trọng. Không nghiêm trọng thì việc gì phải coi lại lần thứ hai. Gã đàn em ngồi bên cạnh cũng quăng mạnh điếu thuốc đang hút dở ra sân và nhìn Linh chờ đợi. Dung Hà làm theo lời Linh, nắm chặt cổ chai một lần nữa. Lần này, hình ảnh hiện ra trong chai vẫn y như lần trước. Linh cất cái chai vào hộp rồi ngẩng lên dè dặt bảo à, uhm, Có lẽ chị nên quay về đất Bắc Dung Hà ngắt lời Hả? Bà thầy thấy thành phố Hồ Chí Minh khó làm ăn hay sao mà lại khuyên tôi quay về đất Bắc Vừa hỏi Dung Hà vừa cảm thấy hơi bực bội Bởi ngay từ ngày vào đây tìm đất sống Dung Hà đã dở bao nhiêu đòn quậy phá năm cam Mà bố già đầu bạc này không dám có phản ứng Chống lại Đất Sài Gòn rồi sẽ phải phân hai lãnh thổ hoạt động vùng ngự trị của bố già Nam Cam sẽ phải thu hẹp lại để nhường bớt cho Dung Hà và đàn em. Đó là kế hoạch mà Dung Hà đang thực hiện gần tới đích. Giờ bỗng nghe cô Linh khuyên nên quay về chốn cũ. Dung Hà không thể, không thắc mắc. Cô Linh buồn giàu đáp. À, cái ấy thì tùy chị thôi. Tôi thấy thế nào thì tôi nói y như thế để chị chị cảnh giác. Chị về ngoài kia thì may ra tránh được. Gã đàn em xuất ruột chen vào. Trong này dễ sống gấp vạn lần mà Gã chưa nói hết câu thì Dung Hà cắt ngang và dồn dập hỏi Linh Nhưng mà bà thầy thấy cái gì mới được chứ Bà thầy bảo tránh là tránh cái gì Linh chậm rãi đáp Tôi thấy chị chị ngồi ở vỉa hè Đầu gục xuống Chị ngồi trên một cái ghế nhựa Có có ba người đàn bà cùng ngồi bên cạnh chị Tôi thấy, tôi thấy con số 19 sau lưng chị Lúc đó trời tối lắm Gã đàn em lại nhảy vào để tỏ ra mình thông minh gã nói: "Con số 19 thì có thể là ngày 19 hoặc lúc 19 giờ tức là 7 giờ chiều." Dung Hà lại gạt đi và hỏi Linh: "Thế thế bà thầy thấy tôi ngồi gục xuống ngủ gật, thế có nghĩa là làm sao, ngủ gật là điểm gì?" Linh lắc đầu nhìn Dung Hà và đáp: à, "Không phải chị ngủ, có thể là chị chị bị bắn hay bị đâm." chẳng biết trong lòng dung hà nghĩ thế nào nhưng bề ngoài thì bình thản lắm chỉ cười khẩy rồi nói <laughs> tưởng gì tôi không đâm người ta để thôi chứ. bố đứa nào mà dám động tới lông chân của tôi rồi dung hà vỗ vai đàn em bảo đi về đàn em dung hà nghe linh nói lòng hoang mang bối rối bởi trước khi đến đây gã đã đọc hàng loạt bài phóng sự viết về khả năng tiên tri của cô linh gã đứng dậy và hỏi linh Cô bảo cô non thấy con số 19 Như thế thì tự tôi hỏi cô là có phải là Là cái ngày 19 thì mình nên tránh ra đường Có có, có phải thế không cô? Linh lắc đầu bám sát lời khuyên cũ Linh bảo Nên trở về đất Bắc tốt hơn Cả hai không nói gì nữa Đàn em mở cửa cho Dung Hà chui vào Rồi mới vòng sang phía bên tài xế Giờ này Dung Hà thất vọng lắm mặt lầm lì và miệng lẩm bẩm chửi thề khi đến gặp linh dung hà mang theo niềm tin tưởng lớn lao là sẽ gặt hái vinh quang tại thành phố đô hội này không ngờ linh lại vẽ ra cho cô cái thảm cảnh gục chết bên lề đường chẳng biết lời tiên đoán ấy có đúng hay không nhưng trước mắt cũng làm dung hà cực kỳ hối hận vì đã mất thì giờ lặn lội đến tận đây chỉ để nghe những lời vô vọng của con mẹ thầy bói gàn dở đã thế dung hà còn rộng lượng nhét vào thùng từ thiện của cô linh cả một nắm tiền đúng là mua lấy sự lo lắng bao nhiêu lần coi bói trước đây chưa có thầy bói nào dám vẽ ra tương lai đen tối của dung hà con mẹ này là người đầu tiên bạo mồm như vậy chiếc xe nhỏ lao đi khá xa linh vẫn còn đứng trên hẻ trông theo và ngậm ngùi thở dài hai tuần sau báo và đài cả nước đồng loạt loan tin Đêm mùng 1 tháng 10 năm 2000, Vũ Hoàng Dung, tức Dung Hà, sinh năm 1965, chính quán Hải Phòng, đang ngồi trên vẻ hè cùng ba phụ nữ khác trước căn hộ số 19 đường Bùi Thị Xuân, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh thì bị một thanh niên tiến lại gần dí súng vào sát mặt và bóp cò. Vì bị bắn ở cự ly tuyệt đối gần nên Dung Hà gục xuống chết ngay tại chỗ. Khi con bé người làm hốt hoảng đưa cho Linh tờ nhật báo cô chố mắt đọc và nhận ngay ra bức hình chụp dung hà khá lớn chiếm một phần tư trang báo đính kèm tiểu sử vào tù ra khám của dung hà linh lặng người ngồi thừ một lúc khá lâu vì không ngờ cái người khách phương xa hôm ấy đến đây vui vẻ gặp linh lại là một nữ quái lừng danh trên giang hồ con bé người làm đứng bên cạnh linh chờ cô đọc xong trang báo mới run run báo cáo Ghê, ghê quá cô nhỉ, cái hôm bà ấy đến đây, non cũng bình thường như mọi người, bạn không ngờ lại là dân giao búa. Linh buông tờ báo gật đầu thở dài. Linh bảo, hôm ấy cô nhìn thấy con số 19, nhưng chính cô không biết là cái số gì. Hóa ra đây là căn hộ số 19, chỗ bà ấy chứa bạc. Con bé đoan cầm tờ báo lên, nhìn lại hình dung hà rồi kể. Cái lúc mà bà ấy đến thì thì cô đang bận khách con mời vào ngồi nhà chờ thì bà ấy bảo bà để bà ngồi ngoài ô tô đợi cũng được rồi bà ấy hỏi con người ta đồn là có cái vong nhập vào cô cho nên cô nói cái gì cũng đúng có phải thế không con mới hỏi lại vong là cái gì ạ à? bà ấy bảo vong là hồn người chết giê xu ma lại chúa tôi con sợ quá con mới bảo cô con là người công giáo làm gì có hồn nào mà nhập được cô tiên đoán là do đặc ân của chúa chứ vong với viết gì Linh biết trước Dung Hà sẽ gục chết bên lề đường, nhưng Linh không biết trước được một điều quan trọng hơn là cái chết của Dung Hà đã mở đầu cho ngày tàn của Nam Cam, làm sụp đổ cả một hệ thống quyền lực làm ăn phi pháp kéo dài đã bao nhiêu năm qua tại Sài Gòn. Ngày 12 tháng 12 năm 2001, bố già Nam Cam bị bắt, kéo theo hơn 100 can phạm khác, trong đó có nhiều quan chức kể cả một tướng công an cũng ngậm ngùi vào tù. Sau cái chết của Dung Hà, người tìm đến văn phòng của Linh càng đông hơn. Chính gã đàn em mà Dung Hà giới thiệu là bảo vệ, bàng hoàng trước cái chết của Dung Hà, đã kể lại dành mạch lời tiên đoán của cô Linh cho mọi người nghe, kể cả báo chí, khiến ai cũng sừng sốt và tò mò muốn gặp Linh. Các cơ quan truyền thông lại càng thổi phồng hiện tượng huyền Linh giống như người ta đang ngạc nhiên về hiện tượng các nhà ngoại cảm tìm được hài cốt người chết từ hàng chục năm trước